Đâu thì cái trong cái file bữa cái bài chia sẻ của chị có ghi cho em bắt tao một bắt tao hai đó. Nói nó nghe không có rõ. Sao? Dạ. Mấy mình không có cái rồi họ đi mua là nó kẹt lên cái máy dưới đây một xíu nó kẹt lên cái máy. Dạ. Trang ơi, chị này Trang nói các anh chị em có cái Trang đó là cái đồ cũ nó kẹp ở trên cái góc mình tại em chế để cho nó đứng. Rồi anh Tài thì cho chạy kết nối mọi người bên Zoom đi anh Tài. Không anh Tài, anh Tài nói chuyện với mọi người tương tác với mọi người bên Zalo bên Zoom trước đi. Con đi thôi. Đấy rồi. Chạy chương trình đi không? Nó có Zoom là được luôn. Nó tự nó quay lại người đó luôn. Cái đó mắc, cái đó chắc là 5-6 triệu. Kính thưa các anh chị, chúng ta chuẩn bị vào chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông và thành phố Hồ Chí Minh ít diễn ra. Kính mời các đồng chí ổn định để chúng ta chuẩn bị vào chương trình. Xin trân trọng chào mừng quý đại biểu, quý anh chị đại diện các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và công Cửu Long có mặt trong buổi lễ phát động chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, thị trường Sài Gòn Tham kết hợp với công ty Song Mỹ Group thực hiện. Thưa quý vị, chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động chủ lực của câu lạc bộ thị trường sẽ triển khai trong năm 2021 nhằm tạo ra một chuỗi nhà cung ứng chất lượng, giá bình ổn, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có thêm kênh tiêu thụ hàng hóa, gia tăng sản xuất, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có thêm đa dạng, giá cả ổn định. Thông qua chương trình, chúng ta liên kết tạo ra một cộng đồng doanh tử tế. Đó là mục tiêu và ý nghĩa của chương trình mà ban tổ chức muốn lan tỏa đến quý anh chị và cộng đồng. Tại đây, chúng tôi rất vui mừng chào đón có sự góp mặt của các quý vị đại biểu. Ông Trần Hồng Minh, Tổng biên tập tạp chí Kinh tế. Mời anh Trần Hồng Minh chào đi ạ. Bà Trần Thị Thiếu Anh. Vừa chào xong Sài Gòn Tham. Dạ, chào mọi người. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường. Bà Lệ, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An. Ông Đặng Văn Tuấn, quyền giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, phó giám đốc Sở Công Thương Bến Tre. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Vũ Trường, phó giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang. Bà Lê Thị Mít, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường. Bà Phạm Thị Ngọc Hà, nguyên phó chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường nhiệm kỳ 1. Luật sư Nguyễn Bích Liên, đại diện văn phòng luật sư Trương Nguyễn.
cùng các anh chị các tâm xúc tiến thương mại các tỉnh. Các anh chị là phóng viên của tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp thị và các anh chị đại diện doanh nghiệp các tỉnh, thành viên câu lạc bộ thị trường. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đơn vị chủ quản, câu lạc bộ thị trường Sài Gòn Tham, tạp chí Kinh tế Sài Gòn và các sở công thương của các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang đã tạo điều kiện tốt nhất đồng hành cho chương trình. Và cũng xin được cảm ơn sự đồng hành từ văn phòng luật sư Trương Nguyễn và các thành viên trong ban tổ chức. Thưa quý anh chị và quý doanh nghiệp, chương trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc từ đơn vị chủ quản. Hôm nay có mặt cùng tham dự với chúng tôi Minh Hùng, tổng biên tập báo Kinh tế Sài Gòn, chủ quản của câu lạc bộ thị trường. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào tất cả mọi người. Kính thưa các quý vị đại diện các sở công thương ở các tỉnh, quý vị doanh nghiệp cũng như là tất cả quý vị đã tham dự cái buổi sáng hôm nay. Thì phải nói là đây là một trong những cái lần hiếm hoi mà tôi dự cái lễ phát động mà với cái hình thức trực tuyến như thế này. Như vậy cũng để thấy rằng là cái dịch bệnh Covid nó đã tác động đến cái đời sống của chúng ta như thế nào. Và cũng như là một cái hệ quả, hệ lụy của cái dịch bệnh này, thì những cái biện pháp mà giãn cách xã hội rất là nghiêm ngặt đã dẫn đến cái sự đứt gãy nghiêm trọng trong cái chuỗi cung ứng hàng hóa giữa các tỉnh ở vùng phía Nam của đất nước chúng ta. Và cái điều đó nó đã dẫn đến một cái nghịch lý là hàng hóa, nông sản, thủy sản vân vân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và thì bị khi mà người ta sản xuất ra thì lại khó tiêu thụ. Và trong khi đó, đó thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh này thì 4 tháng vừa qua thì chắc tất cả mọi người cũng hiểu rồi, có nghĩa là người dân thì phải nói là tìm những cái hàng hóa nông sản thì rất là khó khăn, và giá của rau củ quả, những cái mặt hàng rất bình thường thì hiện nay nó cũng cao, chứ nó không phải được như là trước khi mà xảy ra cái tình trạng là cách ly vì dịch bệnh. Thì trước cái tình hình đó thì với cái mong muốn là góp một cái phần nhỏ bé trong việc kết nối lại cái chuỗi cung ứng giữa các tỉnh với nhau, đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh, thì nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn của chúng tôi, thì hiện nay chúng tôi gọi là tên chính thức là tạp chí Kinh tế Sài Gòn, ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái tên mà giao dịch khi mọi người hay gọi chúng tôi là nhóm Kinh tế Sài Gòn, hay là cái tên tiếng Anh là Sài Gòn Time Group. Nói như vậy để quý vị hiểu, chứ không lúc thì lại thấy nói thế này, lúc thì lại thấy nói thế kia. Thì như vậy thì nhóm Kinh tế Sài Gòn của chúng tôi cùng phối hợp cùng với lại câu lạc bộ thị trường. Câu lạc bộ thị trường vốn là một cái câu lạc bộ trực thuộc của cái nhóm báo, và công Sông Mỹ Group đã tổ chức cái chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long thành phố Hồ Chí Minh này. Thì mục tiêu chính của chương trình như tôi đã nói ở trên, đó là sự kết nối giao thương nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp, những nhà bán buôn ở thành phố Hồ Chí Minh nguồn nông sản, hàng hóa ổn định, có chất lượng và giá cả bình ổn. Điều đó là điều rất là quan trọng. Và cái điều đó để góp phần giải quyết cái đầu ra cho nông sản, tạo nguồn cung dồi dào và giá cả ổn định cho người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Thì chắc tôi cũng xin không có dài dòng gì, thì xin chúc chương trình thành công và mang lại những giá trị thực cho những người tham gia chương trình này, mà đặc biệt là các doanh nghiệp. Và cuối cùng thì tôi cũng xin chúc tất cả chúng ta sức khỏe mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua cái giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Thì thay mặt ban biên tập của nhóm báo Kinh tế Sài Gòn và của câu lạc bộ, thì cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý vị đại diện các sở công thương các tỉnh, các doanh nghiệp và tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn những phần chia sẻ của ông Trần Hùng Minh, của biên tập nhóm báo Kinh tế, đã chia sẻ với đôi lời chúng ta về cái kết nối giao thương trực tuyến B2B của đồng bằng sông Cửu Long đối với các doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh trong buổi ngày hôm nay.
Một lần nữa xin cảm ơn ông và chúc ông luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Anh chị hiểu, khảo sát, đánh giá có nguồn hàng phong phú, đa dạng và nhanh chóng. Ban tổ chức nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các sở công thương. Bây giờ xin trân trọng kính mời công thương Long An có đôi lời chia sẻ về chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Dạ, xin trân trọng kính chào tất cả các đại biểu ở các điểm cầu ạ. Kính thưa ông Trần Minh Hùng, tổng biên tập tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Kính thưa bà Nguyễn Mỹ Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường, giám đốc của Sông Mỹ Group. Kính thưa lãnh đạo của Sài Gòn Thai Group, lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo các doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố tham dự lễ kết nối trực tuyến hôm nay. Thì trước tiên thì thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp của Long An, thì trân trọng cảm ơn tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Thai Club, câu lạc bộ thị trường, Sông Mỹ Group đã tổ chức lễ phát động kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Đây là một cái sự kiện rất là ý nghĩa, thiết thực, kết nối các địa phương, các doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương tiêu thụ hàng hóa của các địa phương trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Đối với tỉnh Long An thì có nhiều cái sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến có sản lượng lớn như là gạo, thanh long, chanh, chuối, rau củ quả, nhóm sản phẩm thịt, thủy sản và nhiều cái nhóm nông sản, sản phẩm chế biến khác như nem lạp xưởng, mắm các loại, tinh dầu, rồi nông sản sấy vân vân, có thể cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Thì Long An cũng đang thực hiện nhiều cái giải pháp để xây dựng và phát triển bền vững theo hướng là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rồi cung cấp ra những cái sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, cung cấp các đơn hàng quanh năm. Long An cũng đang tập trung khôi phục và phát triển thương mại những cái sản vật đã từng tạo nên cái dấu ấn khi đến với quê hương Long An, như là gạo Nàng Thơm Chợ Đào, gạo Huyết Rồng, khóm bánh lứt, dưa hấu Đức Nhan, đậu phộng Đức Hòa, bánh tét Thủ Thừa, cũng như là mắm chua Liên Đức Huệ vân vân, để phục vụ cho người tiêu dùng những cái sản vật ngon, chất lượng của địa phương. Thông qua hội nghị hôm nay thì tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Thai Club, câu lạc bộ thị trường, Sông Mỹ Group giúp những sản phẩm của Long An đến gần hơn và nhanh hơn với người tiêu dùng trong cả nước, nhất là người tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì cũng có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Long An tham dự. Mong rằng thì qua hội nghị này sẽ có nhiều cái mối quan hệ giao thương giữa Sông Mỹ Group, doanh nghiệp các tỉnh thành phố với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Long An. Long An rất là trân trọng mời Sông Mỹ Group cũng như doanh nghiệp các tỉnh thành phố đến Long An để có thể khảo sát và kết nối để tiêu thụ. Thì Long An cũng là một cái thị trường tiêu thụ hàng hóa khá lớn với 1,7 triệu dân và trên 300.000 lao động đang làm việc tại các cái doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Long An sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp của các tỉnh thành phố đến với người tiêu dùng của Long An. Thì cuối cùng thì xin mạnh khỏe, chúc hội nghị hôm nay đạt nhiều kết quả tích cực. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ của bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương của Long An. Kính thưa anh chị, các anh chị cũng đã nghe lời chia sẻ của bà Lệ về các nguồn hàng cũng như là nguồn nhân lực, về các sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An để gắn kết kết nối với các doanh nghiệp mà tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cả nước. Thì mong rằng thì qua cái buổi trực tuyến này thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái giải pháp trong cái mùa dịch này để đẩy nhanh cái sự cung cầu đối với thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như thị trường cả nước. Một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn bà và chúc bà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý anh chị doanh nghiệp và kính thưa các thể các đồng chí, và sau đây thì tiếp theo chương trình thì trân trọng kính mời ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang có đôi lời chia sẻ với chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính chào tất cả các đồng chí lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh. Xin chào quý doanh nghiệp, quý vị đại biểu tham dự cái lễ phát động kết nối giao thương trực tuyến GB giữa đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Trước tiên thì thay mặt cho Sở Công Thương Hậu Giang,
Tôi gửi lời trân trọng, lời chào trân trọng đến quý đại biểu, quý lãnh đạo và chúc quý vị có một cái buổi giao lưu hôm nay thật là ý nghĩa và thành công. Đối với Sở Công Thương Hậu Giang thì và bản thân tôi đó thì cũng đánh giá rất là cao cái lễ phát động kết nối giao thương trực tuyến BB giữa đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị sông Mỹ rút tổ chức. Có thể nói đây là dịp rất là tốt để các cái doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp của các tỉnh đồng bằng Cửu Long và kể cả của Hậu Giang để có cái buổi giao lưu rồi trao đổi kinh nghiệm trong cái xây dựng thương hiệu, rồi giới thiệu sản phẩm và kết nối xây dựng cái chuỗi cung ứng hàng hóa các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đến với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với tỉnh Hậu Giang thì đây là một cái tỉnh nông nghiệp, cái diện tích nông nghiệp thì cũng khá là lớn. Thời gian qua thì thực hiện mỗi chương trình mỗi trong vùng một sản phẩm đó, thì tỉnh Hậu Giang tôi cũng đã xây dựng được là 66 cái sản phẩm ô cốp, trong đó có 34 cái sản phẩm đạt 3 sao và 32 sản phẩm đạt 4 sao. Và có rất nhiều cái sản phẩm nông thủy sản có cái thương hiệu, rồi có cái nhãn hiệu và cũng như là đạt các cái chuẩn Việt Gáp, Lô Gáp, được chi xuất nguồn gốc và được cái thị trường trong nước và ngoài nước là được biết đến, như là cá thác lát Hậu Giang, rồi khóm Cầu Đúc, bưởi da xanh, bưởi năm gôi, cam sành, rồi lương đồng, trà mắng cầu, sữa dê, vân vân. Trong thời gian qua thì do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp đó, thì cái việc tổ chức giao thương, hội chợ rồi kết nối cung cầu gặp nhiều khó khăn. Do đó thì Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái kênh tiêu thụ, như là đưa vào siêu thị, rồi đặt những cái điểm bán hàng ô cốp tại các cái tỉnh trung tâm của khu vực như Hà Nội, Cần Thơ, rồi Phú Quốc, Kiên Giang. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã đưa lên cái sàn thương mại điện tử, thì cái số lượng kết nối thì nó cũng tương đối khá lớn. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái sản phẩm nông thủy sản cũng như sản phẩm ô cốp đó, thì cái tồn động nó cũng còn khá là lớn. Nhất là cái thủy sản thì cá tra, cá thác lát thì còn hơn 6.000 tấn. Trong đó thì cá thác lát, cá tươi, rồi chả cá các loại, rồi lương, cái sản lượng nó cũng lương đồng đó thì sản lượng cũng rất là lớn. Rồi cây ăn trái thì còn khoảng hơn 500 tấn. Rồi các cái loại như là trà mắng cầu, rồi sữa dê, vân vân. Thì cái sản lượng nó cũng còn rất là nhiều. Thì hôm nay thì hy vọng là qua cái lễ phát động này thì Hậu Giang chúng tôi cũng mong muốn mời gọi các cái doanh nghiệp, các cái tỉnh cũng như doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vừa mời đến Hậu Giang, vừa để giao lưu nhưng mà vừa để kết nối cái tiêu thụ, thu mua cái nông sản của Hậu Giang, để thực hiện cái chuỗi cung ứng sản phẩm làm sao mà đến tay người tiêu dùng nhanh và hiệu quả nhất. Hiện nay thì ở Hậu Giang chúng tôi đối với từng loại sản phẩm thì chúng tôi có những cái đầu mối nhất định. Khi mà các doanh nghiệp đến thì chúng tôi Sở Công Thương là sẽ trực tiếp mà có cái đầu mối để hướng dẫn các cái doanh nghiệp đến để thu mua từng cái loại nông sản theo yêu cầu. Và hôm nay thì Sở Công Thương Hậu Giang thì cũng có mời rất là nhiều doanh nghiệp tham dự với cái buổi phát động hôm nay. Hy vọng rằng qua cái buổi này thì cũng sẽ có được nhiều doanh nghiệp đến với thị trường Hậu Giang. Nhân buổi lễ này thì một lần nữa thì cũng kính chúc quý đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cái buổi lễ phát động kết nối giao thương trực tuyến BB giữa đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thành công. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn lời phát biểu
của ông Nguyễn Vũ Trường, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang. Kính thưa quý anh chị, thì như những lời chia sẻ của anh Trường thì cũng đã biết được cái thế mạnh của các nguồn sản phẩm của tỉnh Hậu Giang. Như anh Trường đã chia sẻ về những vấn đề mà thế mạnh thì chúng ta cũng đã biết, nhưng về những sự tồn động về nông thủy sản và những sản lượng còn rất nhiều ở tỉnh Hậu Giang, thì mong rằng qua cái chương trình để phát động một kết nối giao thương trực tuyến này thì các quý anh chị, các doanh nghiệp cũng sẽ hỗ trợ và sẽ đi khảo sát và tìm hiểu thị trường của tỉnh Hậu Giang để hỗ trợ Sở Công Thương để có những cái nguồn hàng chất lượng để phục vụ cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận khác. Kính thưa các anh chị, để làm được những việc đó thì các anh chị đã có nhu cầu kết nối cùng chương trình nhưng chưa biết cái cách thức tham gia như thế nào. Vì vậy thì tôi sẽ mời một người nắm rõ nhất và hiểu nhất về chương trình sẽ chia sẻ đến các anh chị. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường, trưởng ban tổ chức và cũng là giám đốc của Song Mỹ Group, có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bà. Cùng các anh chị đại diện Sở Công Thương của năm tỉnh thành và các anh chị có mặt trong Zoom cũng như các anh chị đang theo dõi qua livestream, lời chào trân trọng nhất ạ. Trước tình hình đứt gãy cái chuỗi cung ứng, biến đổi của thị trường và dẫn đến các hệ lụy là giá cả tăng đột biến, nguồn thực phẩm thì không rõ ràng, phát triển nhanh, quá nhanh, nên ra là những cái chỉ thị nó quá nhanh, nên ra là các đơn vị sản xuất cũng như nuôi trồng không bán được cho các đối tác cũ, khó tiếp cận với các đối tác mới vì chưa kịp thay đổi sang cái hình thức online. Các nhà phân phối mới thì phát triển thì không tìm được cái nguồn cung cấp uy tín, an toàn và chất lượng, giá cả bình ổn. Nắm được cái nhu cầu và tình hình chung và có sẵn sự hỗ trợ trực tiếp từ các nền tảng của nhóm báo kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị và cũng là định hướng của câu lạc bộ thị trường. Tôi cùng với các cộng sự liên kết với nhau để tạo ra chuẩn bị một cái kế hoạch để mà triển khai một cái chương trình mang tên là kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn là tạo ra một hệ sinh thái các nhà cung ứng uy tín cùng với nhau cam kết phát triển thị trường bền vững và chung tay góp phần bình ổn thị trường, chung tay xây dựng một cái nền kinh tế bền vững và xây dựng một cái cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh tử tế các anh, kính thưa các anh chị. Và để các anh chị hiểu rõ hơn cái cách thức hoạt động của chương trình, tôi xin chia sẻ với các anh chị một số cái điều kiện để mà chúng tôi có thể tuyển chọn cũng như là đánh giá khảo sát, và sau khi đánh giá khảo sát thì chúng tôi sẽ tạo thành một cái list coi như là những nhà cung cấp để sau đó có thể cung cấp lại cho các anh chị. Thì về phía dạ, thì cũng chia sẻ với các anh chị rằng là về cái nền tảng của Song Mỹ Group thì chúng tôi cũng là một công ty non trẻ trong cái vấn đề, trong cái việc gọi là phân phối hàng thực phẩm cũng như nông sản, nhưng mà với cái mong muốn cái ước mơ là đem cái nông sản của Việt Nam, thực phẩm của Việt Nam đến với nhiều người hơn và những cái với bạn bè quốc tế, thì Song Mỹ Group cũng đã đầu tư một cách bài bản những nền tảng bán lẻ, bán sỉ và một cái kênh để làm truyền thông xuất khẩu những sản phẩm của nông sản Việt Nam ra thế giới. Thì các anh chị cũng thấy rằng là Song Mỹ Group thì cũng hoạt động trên ba lĩnh vực, nhưng mà trong thời gian này thì chúng tôi đang tập trung phát triển cái lĩnh vực gọi là xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa về chuyên về thực phẩm và nông sản cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Xin một kỹ thuật cho một cái poster mà gọi là liên quan tới các điều kiện mà các doanh nghiệp cung cấp cho để chỉ chiếu ạ. Cái poster số 1 em ha. Rồi về phía vì để mà hiểu về cái chương trình này, các doanh nghiệp mà bán cho hàng cho cái chương trình này á, thì các anh chị sẽ phải đảm bảo cái yêu cầu như thế nào, có điều kiện như thế nào. Thì cũng xin chia sẻ với các anh chị rằng là về phía doanh nghiệp tham gia cung ứng á, thì các anh chị phải là doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tối thiểu 2 năm. Sản phẩm của các anh chị phải có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm phải có cái chứng nhận
vệ sinh an toàn thực phẩm, hoặc là chứng nhận an toàn, hoặc là chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp. Đó, tất cả những cái chứng nhận này tạo nên một cái nguồn hàng chất lượng, bên chương trình, bên ban tổ chức chương trình phải khảo sát được và phải đánh giá được, thì các anh chị có được những chứng nhận này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng hơn và cam kết giá bán giá bình ổn cho các đối tác của chương trình. Đó, thì xin chia sẻ với các anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn kết nối với chương trình này thì các anh chị cố gắng chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ cũng như những cái chứng nhận của mình để khi mà ban tổ chức đi khảo sát thì chúng tôi có được thêm cái thông tin cũng như là những cái chứng nhận để chúng tôi có thể đánh giá một cách khách quan hơn. Còn về doanh nghiệp mà tham gia mua hàng cùng với chương trình thì cũng xin em cho cái bức thư thứ hai ha. Thì cũng về phía doanh nghiệp thu mua thì chúng tôi cũng có một cái yêu cầu, đó là các anh chị phải có kế hoạch thu mua rõ ràng về mặt hàng, về số lượng của các anh chị mua cũng như số lượng ha, và các anh chị phải cam kết là bán giá bình ổn, và các anh chị phải có một cái đội ngũ bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng để xử lý những cái thông tin sau bán hàng một cách tốt nhất. Đó là những cái điều kiện mà dành cho doanh nghiệp cung cấp và cũng như doanh nghiệp thu mua để chúng tôi có thể tạo ra một cái hệ thống, một cái hệ sinh thái những nhà cung cấp mà chất lượng an toàn phong phú để cung ứng cho các doanh nghiệp có nhu cầu thu mua, để chúng ta có thể tạo ra một cái cộng đồng những doanh nghiệp mà chúng ta đem đến những cái sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, và thông qua đó thì chúng ta sẽ lan tỏa được một cái thông điệp là chúng ta kinh doanh tử tế, chúng ta xây dựng một hình ảnh những sản phẩm của Việt Nam mình chuẩn mực hơn, để chúng ta có thể góp phần đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm của Việt Nam. Đó là những cái điều mà Trang chia sẻ sơ lược với các anh chị về những điều kiện dành cho doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp thu mua. Và để các anh chị hiểu rõ hơn một tí xíu thì Trang xin mời các anh chị xem qua một cái đoạn clip mà ban tổ chức cũng như các thành viên cùng ban tổ chức của chương trình đã có dành thời gian trong cái khoảng thời gian mùa dịch này. Chúng tôi đã có cố gắng của kết hợp và xin phép các sở ban ngành hỗ trợ để chúng tôi có thể có điều kiện thuận lợi để đi khảo sát các doanh nghiệp để đánh giá được tình hình chung. Rất là cảm ơn các sở công thương của các tỉnh đã tạo điều kiện cho. Thì mời các anh chị xem cái clip, đoạn clip ngắn thôi ạ. Kỹ thuật phát trình chị cái clip ha. Đây là những cái hình ảnh mà ban tổ chức đã đi thăm những cái nơi sản xuất để kiểm tra nguồn hàng cho các cho chương trình. Thì trong cái thời gian cũng gấp rút để mà làm lễ phát động này thì chương trình cũng đã chưa đi hết được tất cả các tỉnh và cũng chưa đi tham quan hết được các doanh nghiệp. Thành ra là sau chương trình này và sau khi tháng 10 có chỉ thị mới thì ban tổ chức sẽ đến để tìm hiểu và khảo sát rất nhiều doanh nghiệp ở trên các địa bàn của các tỉnh. Mong rằng là sẽ tạo ra kiểm đánh giá được những cái sản phẩm chất lượng để gọi là hỗ trợ phục vụ cho các anh chị ạ. Đây là một cái công ty sản xuất chuối, nuôi trồng và sản xuất chuối rất là quy mô tại Long An ạ. Các anh chị thấy rằng là nông sản của Việt Nam mình rất là tuyệt vời các anh chị. Rồi, xin cảm ơn kỹ thuật. Các anh chị
Nếu mà các anh chị có cái nhu cầu về kết nối thì xong sẵn đây thì Trang cũng chia sẻ rằng là các anh chị khi mà gọi là muốn kết nối với chương trình thì các anh chị cũng cứ trực tiếp làm việc với Trang để Trang có thể chia sẻ tư vấn cho các anh chị những cái nguồn hàng mà Trang đã cất công đi khảo sát để các anh chị có được một cái nhìn tổng thể. Thì tất cả những cái danh sách khách hàng, những cái danh sách mà hàng hóa mà của ban tổ chức cung cấp tạo ra đó thì đã qua kiểm tra thì mới chia sẻ và mới tư vấn cho các anh chị và kết nối cho các anh chị, chứ không phải là chúng tôi chỉ đưa cho các anh chị cái contact không thôi, mà chúng tôi đã làm việc, đã khảo sát, đã đánh giá, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ tư vấn cho các anh chị nếu các anh chị đang có một cái gọi là kế hoạch mua cụ thể. Tại vì có những doanh nghiệp chỉ tham khảo thôi thì thực sự chúng tôi không có đủ thời gian để mà có thể chia sẻ với các anh chị. Chúng tôi chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu. Tại vì chúng ta cùng chung một cái mong muốn rằng là chúng ta sẽ tạo ra một cái chương trình này và chúng ta sẽ kết nối thực sự là nó có giá trị thực tế. Ra là những doanh nghiệp nào mà đang có nhu cầu thu mua cũng như phát triển một cái mảng phân phối thực phẩm thì cứ kết nối trực tiếp với Trang. Dù là công ty Trang cũng là một trong những đơn vị phân phối, nhưng Trang cam kết rằng là Trang sẽ chia sẻ với các anh chị. Tại vì ở góc độ vừa là một chủ của doanh nghiệp, vừa là chủ nhiệm của câu lạc bộ thị trường, thì Trang mong muốn rằng là mình sẽ cùng chung tay với cộng đồng để xây dựng một cái cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh tử tế. Thì đây là một trong những cái chương trình mà câu lạc bộ rất tâm đắc để tổ chức ra để hỗ trợ cho các anh chị. Nên là các anh chị cứ thoải mái chia sẻ với Trang, Trang sẽ tư vấn cho các anh chị một cách cụ thể nhất. Rồi thì sau cái này thì Trang cũng muốn chia sẻ với các anh chị những cái mặt hàng mà gọi là đặc trưng của các tỉnh. Thì đầu tiên Trang muốn chia sẻ với các anh chị là tỉnh Long An. Em ơi cho chị tỉnh Long An nha, em đi từ những cái tỉnh mà sát thành phố trước. Cho chị cái poster của tỉnh Long An đi em. Rồi, kính thưa các anh chị là tỉnh Long An á, thì sát giáp ranh thành phố, ra về mặt địa lý thì rất là thuận lợi. Bên cạnh đó thì cũng có những cái mặt hạn chế, nhưng mà Trang cũng đã làm việc với tỉnh Long An cũng rất là nhiều lần, cùng đồng hành với các hộ nông dân cũng như các chương trình khởi nghiệp của tỉnh và hỗ trợ và trực tiếp đi khảo sát những doanh nghiệp ở tại đây. Thì Trang đánh giá rằng sản phẩm của Long An rất là phong phú và đa dạng cũng như là chất lượng. Có thể kể đến những mặt hàng chủ lực của tỉnh Long An là lúa, diện tích lúa rất là trồng rất là lớn các anh chị. Có thể cái thứ hai là sản lượng chanh và lúa, thì đây là những mặt hàng chanh là thanh long, rau củ các loại, và tôm nước lợ của Long An cũng khá nổi tiếng và cũng chuẩn lắm các anh chị. Thì đây là những cái mặt hàng mà chủ lực của tỉnh Long An. Bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm rất là đặc trưng mà Trang vừa đi khảo sát được, đó là mắm cá lia thia. Đầu tiên các anh chị đã không biết có ai đã biết được những cái loại mắm mà gọi là cá chưa ha, nhưng mà đặc biệt đặc trưng mà Trang thấy Trang ấn tượng với tỉnh Long An đó là mắm cá lia thia các anh chị. Nếu mà các anh chị nào mà có đến Long An thì các anh chị tìm hiểu thêm về cái loại mắm này, Trang nghĩ là chắc chắn thì anh chị sẽ thích ăn mắm đó, thì các anh chị sẽ rất là thích cái loại mắm này. Rồi đây là những cái mặt hàng chủ lực của tỉnh Long An, thì các anh chị có thể tìm hiểu sơ ha. Cái này thì Trang sẽ đăng trực tiếp trên fanpage của câu lạc bộ, các anh chị sẽ tham khảo sao. Rồi xin mời tới Tiền Giang em ha. Rồi Tiền Giang thì thực ra Tiền Giang là một mảnh đất cũng rất là phì nhiêu, thì chắc là trái cây ở vùng này rất là chuẩn. Và Tiền Giang thì Trang thấy rằng là về trái cây thì là một lợi thế, còn về những cái mặt hàng ví dụ như trứng, nuôi trồng gia cầm, thủy hải sản thì cũng là một trong những cái sản phẩm khá phát triển của tỉnh Tiền Giang. Thì các anh chị nếu mà kết nối với tỉnh Tiền Giang thì tập trung vào cái mảng trái cây, thì Trang thấy rằng là sẽ có rất nhiều nguồn trái cây rất là ngon và đặc trưng, như là sầu riêng nè, khóm nè, thanh long, rồi cát hòa lộc, và nhất là bún sữa Lò Đèn.
các anh chị đã nghe được cái sản phẩm là uống sữa Lò Rèn nổi tiếng của Tiền Giang rồi đúng không ạ? Đó thì Tiền Giang nó có còn trồng những cái sản phẩm như là Sabo, Chôm Chôm, thì các anh chị có thể kết nối, và Trang đã vừa rồi Trang cũng đã trao đổi với một cái doanh nghiệp ở Tiền Giang về nuôi trồng nuôi gia cầm, thì Tiền Giang cũng có một vài đơn vị cung ứng gia cầm cũng như là trứng khá là tốt. Thì mong là các anh chị nếu mà có kết nối với tỉnh Tiền Giang thì Trang sẽ khảo sát thêm cho các anh chị. Rồi tiếp theo là tỉnh Bến Tre ha. Rồi cho Trang cái bắt đầu Bến Tre. Rồi Bến Tre thì chắc chắn là mọi người sẽ biết rằng Bến Tre đặc trưng là dừa và bưởi da xanh cùng với những sản phẩm trái cây khác, vì vì nơi đây là một cái vùng đất được phù sa bồi đắp rất là nhiều. Nhất là những cái sản phẩm mà gọi là được trồng trên vùng này thì nó có vị đặc trưng riêng. Thì hiện tại ở Bến Tre Trang cũng đã kết nối với hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp về dừa và một doanh nghiệp về trồng nấm. Thì sau cái chương trình này thì Trang sẽ đi khảo sát thêm để tìm hiểu thêm những sản phẩm đặc trưng nữa của Bến Tre để có thể tạo ra những cái nguồn hàng phong phú hơn cho tất cả mọi người. Rồi xin mời Đồng Tháp. Đây là tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp thì mọi người cũng thấy rằng là về mặt truyền thông cũng như là xây dựng hình ảnh thương hiệu cho các nông sản thì Đồng Tháp làm rất là tốt các anh chị. Đồng Tháp là cũng một trong những tỉnh có cái diện tích trồng lúa khá lớn, và những cái đặc sản như trái cây của vùng Đồng Tháp thì các anh chị sẽ thấy rất là nhiều loại, như là nổi tiếng là xoài cát Hòa Lộc, cam sòn, cũng như quýt hồng, quýt đường. Thì đây là những cái mặt hàng mà gọi là khá nổi tiếng của Đồng Tháp. Bên cạnh đó thì nguồn thủy hải sản cũng khá là dồi dào. Các anh chị nào có nhu cầu gì á, thì có thể liên kết hỗ trợ, có thể liên hệ với ban tổ chức thì chúng tôi có thể khảo sát thêm những cái mặt hàng cho các anh chị. Tiếp tục là tỉnh Hậu Giang. Xin Hậu Giang ha. Rồi Hậu Giang thì Trang cũng có rất nhiều cơ hội để mà đến tham quan cũng như là tìm hiểu những cái sản phẩm ở tại tỉnh thông qua các anh chị của Sở Công Thương cũng như các doanh nghiệp tại địa bàn. Thì Hậu Giang thì đặc trưng của Hậu Giang thì có một cái loại cá thác lát mà gọi là cũng là một hình ảnh đặc trưng của tỉnh. Cá thác lát thì làm rất là nhiều sản phẩm, được ra nhiều sản phẩm. Và thủy hải sản thì ở vùng này là một vùng đồng bằng mà ra là các anh chị thấy thủy hải sản ở vùng này cũng rất là phát triển. Bên cạnh đó thì Trang được biết rằng là khóm ở khu vực tỉnh Hậu Giang thì có những cái vùng trồng khóm nó cũng có cái mùi vị đặc trưng. Thật ra các anh chị mà trực tiếp đến Tiền Giang để kết nối á, thì các anh chị cũng nên tìm hiểu về khóm cầu đúc ha. Và một cái sản phẩm nữa Trang thấy ở tỉnh Tiền Giang cũng khá, Hậu Giang khá nổi tiếng, đó là mãng cầu sim. Mãng cầu sim thì ở vùng này thì Trang thấy có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất các loại trà mãng cầu. Trang đã từng mua và Trang uống rất là ngon. Thì đây là những cái sản phẩm mà chủ lực cũng như là đặc trưng của tỉnh Hậu Giang. Thì các anh chị muốn kết nối gì thêm á thì có thể liên hệ với ban tổ chức để ban tổ chức có thể tìm hiểu thêm các mặt hàng để cho hỗ trợ các anh chị. Và đây là những cái thông tin vừa rồi Trang chia sẻ, thì nó là những cái thông tin sơ bộ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà Trang dành thời gian cùng với anh em để mà tìm hiểu cũng như là khảo sát. Sau chương trình này, sau lễ phát động này thì Trang và các cộng sự sẽ tiếp tục tìm hiểu, khảo sát để tạo ra được một cái hệ sinh thái những nhà cung ứng chất lượng đảm bảo. Như Trang chia sẻ như ban đầu á, thì những cái tiêu chí mà Sông Mỹ Đức cũng như ban tổ chức chương trình đề ra để chọn những cái đơn vị cung ứng là những doanh nghiệp phải đảm bảo những tiêu chuẩn về an toàn cũng như là việc gáp hoặc là global gáp. Tùy theo cái mức độ mà các doanh nghiệp yêu cầu thì Trang sẽ có những cái kết nối, tìm hiểu, khảo sát những doanh nghiệp phù hợp để có thể hỗ trợ cho các anh chị. Đó là những cái chia sẻ của Trang để các anh chị hiểu rõ hơn về chương trình lại phát động này, chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long.
thì mong rằng là dịch sẽ nhanh chóng qua để chúng ta không phải là trực tuyến nữa mà chúng ta có thể offline để có thể chia sẻ, để có thể hỗ trợ nhau tích cực hơn. Cha cũng mong rằng là tất cả các anh chị sẽ có được một cái sức khỏe tốt để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển cái công việc của mình một cách tốt nhất. Rồi xin tạm dừng cái phần phát biểu của mình ha. Cảm ơn lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường, trưởng ban tổ chức là giám đốc của Song Mỹ Rút. Kính thưa quý anh chị, thì quý anh chị vừa nghe bà Mỹ Triệu các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh về Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Hậu Giang để các anh chị hiểu rõ thêm về những vấn đề trong thời gian tới. Thì chúng ta sẽ kết nối giữa các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh để ra những nguồn cung cấp cho thị trường. Thì qua cái chia sẻ của Nguyễn Thị Mỹ Trang, ban tổ chức xin mời quý anh chị của các tỉnh, các sở công thương xem có vấn đề gì để cần trao đổi, cần hiểu thêm về cái kết nối giao thương và cái chương trình này, thì xin mời quý anh chị sẽ có cái phần chia sẻ tương tác lại với đơn vị chủ quản là Song Mỹ Group. Phát biểu thì xin mời giơ tay để cho bộ phận kỹ thuật sẽ mời các anh chị phát. Sau đây xin trân trọng kính mời các anh chị có phần chia sẻ cùng với bà Nguyễn Thị Mỹ Trang. Xin chào, mời các quý anh chị. Có anh chị nào đang có nhu cầu và có những cái thắc mắc gì về chương trình, muốn kết nối với chương trình mà chưa có rõ hơn sau những cái phần chia sẻ của Trang á, thì các anh chị có thể đặt câu hỏi ha. Trang sẽ giải đáp cho các anh chị để các anh chị là hiểu rõ hơn về chương trình để chúng ta có thể kết nối một cách sâu sắc hơn. Có ai cần đặt câu hỏi không ạ? Nếu mà mình không có đặt câu hỏi á, thì mình sẽ qua cái phần này. Kỹ thuật có thấy anh chị nào mà trong Zoom muốn đặt câu hỏi không vậy em? Anh chị nếu mà muốn đặt câu hỏi gì với Trang á, thì Trang sẽ dành đâu khoảng 10 phút để có thể chia sẻ với các anh chị, đặt câu hỏi để chị trả lời cho các anh chị những thắc mắc của anh chị về cái nguồn cung ứng cũng như là tất cả những cái gì đó về chương trình để các anh chị có thể hiểu rõ hơn ạ. Alo, chào chị Trang, em có câu hỏi. Rồi, em có thể giới thiệu tên của mình. Em ơi, cho chị hai cái chị nhìn thấy doanh nghiệp đi em. Chào chị Trang và các anh chị. Cảm ơn chị Trang đã chia sẻ cái bài phát biểu rất là hay và có ích. Em Dung đến từ doanh nghiệp Mina Trading and Service ở Sài Gòn. Chị Trang cho em hỏi là qua cái bài chia sẻ của chị á, thì em thấy các doanh nghiệp mà bên mình đang kết nối á, là có những cái chứng chỉ như là Việt Gap, Global Gap. Nhưng mà hiện nay một số khách hàng của em á, thì là họ đang hỏi thêm những cái chứng chỉ, ví dụ vào thị trường Mỹ thì đương nhiên nó cũng phải có USDA, hoặc là Nhật thì nó hỏi đến JAS. Thì những doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long của mình nhớ chị, thì ngoài Việt Gap với Global Gap với chị, thì là đã có một số doanh nghiệp nào họ đạt được những cái chứng chỉ mà vào thị trường châu Âu, Mỹ, Úc gì không chị? Rồi, cảm ơn Dung ha. Thì chị xin trả lời câu hỏi sau chị. Và câu hỏi thứ hai, nếu mà họ chưa có những cái chứng chỉ đó, thì là bên chỗ chị Trang có cách nào mà hỗ trợ cho họ như thế nào để kết nối các doanh nghiệp ở Sài Gòn với lại họ tốt hơn không chị? Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Kỹ thuật ơi, cho chị kết nối hai màn hình cho chị gặp doanh nghiệp đi em. Rồi, để mà gọi là chị trả lời cái câu hỏi của Dung ha. Thì chị cũng chia sẻ rằng là trong quá trình đi khảo sát á, thì thực sự những doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì không chỉ là những doanh nghiệp nhỏ,
nhỏ đâu. Thực ra có rất nhiều doanh nghiệp lớn và họ đã xuất khẩu vào thị trường quốc tế. Thì tùy theo cái nhu cầu của bên công ty em, có cái nhu cầu xuất khẩu những cái mặt hàng cụ thể như thế nào, giống như chị chia sẻ đó, thì mình phải có một cái danh sách hoặc là một cái yêu cầu cụ thể nào về mặt hàng, thì lúc đó chị sẽ liên hệ với các sở công thương. Thì sở công thương thì là nơi đơn vị nắm các doanh nghiệp rất là lớn ở trong tỉnh của mình, họ nắm được. Và cái thứ hai nữa là chị mình bằng một cái chuyến công tác của mình thì chị cũng có thể tương tác và khảo sát các doanh nghiệp đó để hỗ trợ cho cái nhu cầu của bên doanh nghiệp bên em. Thì chắc chắn một điều rằng là một cái khoảng thời gian ngắn thôi, vừa rồi thì chị đã đi khảo sát á, thì chị thấy rằng là doanh nghiệp ở tất cả các ở tỉnh thì có những doanh nghiệp rất là quy mô rất là lớn, và họ xuất khẩu ra các thị trường cả Anh, cả châu Âu, cả Đông cũng như là châu Á mình rất là nhiều. Thì cụ thể hơn ha, khi em có những cái sản phẩm cụ thể thì chị sẽ khảo sát để mà hỗ trợ cho bên mình. Đó là một cái phần mình sẽ đỡ mất thời gian hơn. Một cái công đoạn là của trong ban tuyên giáo đã có một cái khoảng thời gian để khảo sát cho mình, thì mình có thêm một cái dữ liệu để mình cân đối ha. Còn cái việc mà gọi là nếu mà doanh nghiệp đó thực sự thì doanh nghiệp đó chưa có một cái gọi là chứng nhận đi vào những cái thị trường mà khách hàng yêu cầu, thì bên Sông Mỹ Đức cũng có liên kết với các công ty thẩm, có nghĩa là công ty quản lý về chất lượng cũng như là cung cấp những cái chứng nhận, đánh giá những cái chứng nhận, ví dụ ISO, những cái chứng nhận mà tất đặc những cái chứng nhận cả luôn về những tất cả các ngành chứ không phải riêng ngành thực phẩm. Nhưng mà trong chương trình này của mình thì mình sẽ làm ngành thực phẩm. Thì với nông sản thì Trang cũng đã có một cái một số doanh nghiệp về đánh giá quản lý cũng như là cung cấp những cái chứng nhận đó, thì mình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp để họ có thể từng bước có thể cái gọi là cái doanh nghiệp sản xuất hoặc là hộ nông dân mà người ta khi mà người ta sản xuất á, thì có thể người ta chưa đảm bảo liền cái chứng nhận đó đâu. Nhưng mà nếu mà về lâu về dài về chương trình này cũng vậy, về cái góc độ của chương trình và ý nghĩa của chương trình này thì cũng sẽ hỗ trợ người dân, hộ nông dân cũng như doanh nghiệp hướng từng bước chuyển sang những cái tiêu chuẩn nó tốt hơn. Và khi mà mình thấy được cái tiềm năng của sản phẩm của mình nó có thể ra quốc tế, thì ban tổ chức cũng như kết hợp với sở công thương sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp đó đạt những cái chứng chỉ mà cái sản phẩm đó có được cái thị trường rộng ở thực phẩm quốc tế để mà chúng ta có thể quảng bá hơn. Thì đó là cũng là một cái trách nhiệm, cũng một cái sứ mệnh của Sông Mỹ Rút để hỗ trợ cho nông dân Việt Nam mình, cho những cái nông sản Việt Nam mình. Rồi em cảm ơn chị Trang rất nhiều. Rồi có anh chị nào còn câu hỏi nào nữa không ạ? Chị Trang ơi, em xin phép được kết nối cùng với chị ạ. Alo ạ. Rồi mình giới thiệu, mình đặt câu hỏi đi. Kính chào tất cả các anh chị trong buổi kết nối này. Hôm nay có một số các anh chị ở bên Sở Công Thương và các đầu mối thì em cũng đã nhìn thấy ở đây và em cũng đã được tiếp cận ạ. Xin giới thiệu với các anh chị, tôi tên đầy đủ là Vũ Thị Oanh, tôi là đang làm xúc tiến thương mại trong nước và xuất nhập khẩu quốc tế ạ. Trong thời gian vừa qua thì nhất là trong 8 tháng 9 vừa qua thì tôi có những cái công hàng xúc tiến tiếp sang cho Hàn Quốc, ví dụ như có công hàng công thì xuất đi Hàn Quốc rồi ạ, của Bến Tre, có tiền xả và một số các sản phẩm khác thiên về nông sản, và nhất là những tiềm năng của các vùng Tây Nam Bộ và các vùng Hồ Long ạ. Thì nhất là xả thì tháng 8, tháng 9 vừa rồi là chúng tôi đã xuất được 24 tấn và vừa rồi đã tiếp tục là ký tiếp 2 công hàng nữa và đáp ứng nhu cầu của bên Hàn thì chúng tôi đang bản thân tôi thì tôi đang tiếp. Hình như có vẻ mạng của bên chị hơi yếu. Chị...
lướt mạng rồi. Các em sử dụng chuyển qua 3G, 4G gì đi. Hình như bạn cái gì? Trong khi chờ đợi chị có thể tương tác lại thì có doanh nghiệp nào mà mình cần kết nối đặt câu hỏi thì cứ ấy, xong rồi chị sẽ đổi mạng mạnh hơn thì chúng ta sẽ kết nối với chị. Rồi có doanh nghiệp nào tiếp tục không các anh chị? Em xin đăng ký hỏi được không? Dạ. À có anh nào đang đăng ký hỏi thì em dạ, là Hùng ở công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Đế Hòa Đen ạ. Xin chào chị và chào tất cả các anh chị trên lớp ạ. Bên công ty của tôi là Hùng, bên công ty của tôi là chuyên sản xuất về rượu truyền thống. Hiện nay cái mặt hàng rượu này thì phải nói là đang được hạn chế trên các kênh là gọi là thương mại điện tử do chính phủ quy định cái đó. Nhưng mà hiện tại tại thời điểm này thì chị biết là chỉ có những kênh thông tin, những cái sàn điện tử thì mới có thể bán được hàng và phát triển được cái sản phẩm. Vậy cho hỏi như thế thì cái sắp tới đây á, là về cái mặt quản lý thì có thể có cái cách nào đó để giúp cho các những cái đơn vị mà sản xuất những cái mặt hàng mà hạn chế trên các sàn thương mại điện tử như chúng tôi hay không, để phát triển được hay không ạ? Thì cái này gần như là nó sẽ hơi khác trong cái tiêu chí của mình, cái chủ đề của mình tí xíu, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Trang thì Trang cũng có thể chia sẻ với anh một chút xíu về những cái mà Trang có thể nhìn thấy và có thể thấy nó phù hợp. Đây là ý kiến riêng của Trang ha. Thì Trang có thể chia sẻ với anh để chúng ta có thể cùng nhau tìm một cái phương pháp nào đó để có thể thông thương hàng hóa một cách thuận lợi hơn. Thì thực ra trong thời gian này, Trang nghĩ rằng là các anh chị ở nhà dù là không có giao lưu, không có tổ chức tiệc tùng, nhưng mà ở nhà Trang nghĩ rằng là cũng có cái nhu cầu nghĩa là ở nhà có thể khi mình dùng cơm, có thể mình có thể uống một vài ly rượu để có thể tốt cho sức khỏe thôi, uống ít thì nó tốt ha. Thì Trang nghĩ rằng là cái lượng tiêu thụ chắc chắn là một điều rằng là nó sẽ giảm rất nhiều so với những cái tình hình cái thời gian trước. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không có cái cách để mà mình giới thiệu sản phẩm của mình. Thì theo Trang thì thoáng lên một cái ý tưởng á, thì Trang nghĩ rằng là anh sẽ nếu nha anh có được cái đội ngũ, hoặc là một người, hoặc là anh cả chính anh cũng vậy, tại vì thời gian này thì mình cũng hạn chế chi phí nè, thì Trang nghĩ là anh sẽ tạo những cái clip ngắn thôi, anh tạo những cái clip ngắn bữa cơm trong gia đình, rồi anh có thể đem cái chai rượu đó kế bên. Anh sẽ tạo ra những cái clip rất là vui, rất là nhẹ nhàng để anh có thể truyền thông trên trang cá nhân của anh cũng như là cho công ty. Chắc chắn một điều rằng là dù công ty nhỏ hay công ty lớn, Trang nghĩ rằng là các anh chị cũng nên tạo cho mình một cái nền tảng truyền thông nhất định, cơ bản nhất đó là fanpage của công ty các anh chị phải xây dựng được. Hai là cái trang cá nhân của ông chủ thì phải nó sinh động đó, tại vì nơi đó là nơi kết hợp với bạn bè, kết hợp với đối tác của mình, tương tác với bạn bè, tương tác với đối tác. Thì không có gì mà mình có thể mình đang bán một cái sản phẩm mà mình tự hào mình sản xuất ra mà mình không có thể nào giới thiệu, mình phải tự hào giới thiệu nó chứ. Giống như em mà em làm thời trang mà em làm thực phẩm gì á, là em tối ngày em cứ không tìm cách tới vị này, tìm cách tới vị kia thì em cũng quảng bá được cái sản phẩm của mình đến mọi người. Tuy rằng có thể mình không bán trực tiếp trên đó anh, nhưng mà mình cũng một phần nào đó mình quảng bá được một cách tinh tế nhất qua bữa cơm, qua những cái hình ảnh mình chụp rất là đẹp để mà mình có thể show lên trên mạng xã hội ha, thông qua những cái website cũng thông qua những cái fanpage, nhưng mà fanpage và Facebook cá nhân cũng như Zalo là một cái cách tương tác nhanh nhất. Thì anh lâu dần anh làm như vậy thì Trang nghĩ rằng là một cái lượng cũng không quá ít đâu, nếu mà cái mối quan hệ của anh khá lớn như vậy. Cái thứ hai nữa là anh sẽ tham gia những cái buổi, ví dụ như đây là một trong những buổi của câu lạc bộ. Những câu lạc bộ chắc chắn thời gian này họ sẽ dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra những cái chương trình kết nối giao thương. Thì Trang không biết là anh đã tham gia bao nhiêu cái câu lạc bộ như thế nào thì Trang không biết, nhưng mà
thứ nhất là mình sẽ tham gia câu lạc bộ để họ có những cái chương trình đó anh, thì họ sẽ cho, bây giờ mình không bán, mình không có sẵn quảng cáo được tất cả các nơi, thì mình quảng cáo trong một phạm vi nhất định nào đó. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa đó là Trang nghĩ rằng là anh sẽ kết nối với các anh em trong trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh để các anh chị hiểu hơn về sản phẩm của mình, rõ hơn, và khi có một cái cơ hội, một cái đối tác nào đó mà họ cần cái nhu cầu mua thì chắc chắn là các anh chị đó sẽ nhớ tới mình. Giống như vừa rồi Trang đi tới các tỉnh và Trang nói rằng Trang đang cần thu mua cái này, thu mua cái kia, thì nếu các anh chị phụ trách ở trung tâm xúc tiến á, các anh chị mà đã tương tác với các anh chị nhiều á, thì các anh chị sẽ gần, mà thường là những người nào mà gần mình và những người mình quen biết nhanh hơn á, thì người ta sẽ nhanh chóng gửi những cái thông tin đó cho đối tác. Thì Trang nghĩ đó là những cái cách mà có thể giúp anh tương đối thôi, chứ còn mà mùa này thì chắc chắn một điều rằng là cái lượng sản tiêu thụ sản phẩm của mình nó sẽ hạn chế, và mình sẽ quảng cáo một cách tinh tế anh ha, rồi mình sẽ liên kết nhiều hơn tí. Trang nghĩ rằng trong thời buổi này thì doanh nghiệp nào cũng cần phải chủ động, chứ chúng ta thụ động thì chúng ta sẽ khó để tiếp cận được thị trường. Đó là những cái chia sẻ nho nhỏ của Trang để anh có thể có thêm một cái ý tưởng nào đó để mà có thể mình quảng bá cũng như là mình đưa sản phẩm mình trong mùa này với nhiều người hơn anh ha. Cảm ơn chị Trang. Không biết là có được cái ý tưởng nào cho anh sử dụng không à? Dạ được, hay chị, cái phương án chị đưa ra những cái rất là hay, ở đây công ty sẽ áp dụng nó để thực hiện cái bước tới. Cảm ơn. Dạ rồi, chúc anh sẽ có được cái thị trường tốt hơn trong mùa này ha. Rồi cần cái gì, sự kết nối gì á thì anh cứ liên lạc với Trang, sẽ các anh chị trong sở công thương cũng như trung tâm xúc tiến thì thường có biết số điện thoại của Trang, thì các anh chị có cần thì anh chị liên hệ các anh chị đó xin ha. Rồi các chị cảm ơn anh. Dạ rồi các chị hồi nãy có kết nối được lại không? Nếu không thì mình sẽ chắc Trang nghĩ là kết nối lại với chị đó đi. Bộ phận kỹ thuật có thể kết nối lại với chị hồi nãy không? À vâng, rất là xin lỗi các anh chị, vừa nãy ta bị rớt mạng nên là đã dở dang cuộc chia sẻ. Dạ rồi, chị có thể chia sẻ nhanh cùng với Trang. Vâng, xin phép chia sẻ nhanh lại cái nhu cầu đầu tiên. Hiện tại là tôi đang tìm để kết nối với cái vùng nguyên liệu về xả, thì hiện tại nhu cầu xả của các bên mà tôi đang kết nối rất là cao, thì cái nhu cầu trong khoảng từ 1 đến 4 công một tháng ạ. Thì chúng tôi cũng đang lấy ở bên Tiền Giang ạ. Nhưng mà về mặt lâu dài, chúng tôi mong muốn là kết nối được để xây dựng vùng nguyên liệu với các hợp tác xã để cung ứng ổn định nguồn cung và cái bình ổn giá. Vì khi mà xuất khẩu mà chúng ta cứ bấp bênh theo thị trường thì mỗi một đơn hàng mà cứ đưa ra một giá thì người ta cũng sẽ đánh giá mình là mình không có cái sự ổn định như vậy, thì rất là dễ là người ta sẽ đổi hướng sang các thị trường khác hoặc các cái nhu cầu khác. Đó, bên cạnh đó thì các cái sản phẩm như lá chuối, hoa chuối, riềng và một số các cái nông sản hoa quả khác nữa thì tôi đang quan tâm nhất là vùng xả. Thì cách đây 2 hôm là chúng tôi đã ký tiếp để đi tiếp một công hàng xả nữa rồi. Thì chúng tôi cũng mong muốn là nếu như trong các tỉnh hiện tại vì là dịch nên tôi cũng chưa có được buổi khảo sát thực tế vùng nguyên liệu ở đó, thì tôi rất là mong là tôi có những cái thông tin dữ liệu của các anh chị bên khối bên các cái chương trình của đồng bằng sông Cửu Long này sẽ cho tôi thêm tham khảo thêm được những cái thông tin của vùng nguyên liệu trồng xả, riềng, gừng và lá chuối, hoa chuối ạ, để tôi có thể kết nối trực tiếp cho các cái chương trình xuất khẩu, nhất là cái nhu cầu hàng Tết lần này ạ. Và mỗi tuần nào chúng tôi có công hàng đi ạ. Vâng, thì đấy là nhu cầu trực tiếp ngày hôm nay. Còn về các cái đơn hàng phát sinh của các cái bên nữa thì ví dụ như là những cái đơn hàng tinh bột, những cái bên tinh bột mì, rồi những cái đơn hàng về trái cây của các nước khác như Úc, Mỹ, và nhất là cái chương trình mà thủy sản được rồi, tôi có kết nối với tỉnh Cà Mau á, là chúng tôi có cái chương trình trực tiếp làm xuất nhập khẩu với lại công ty ở bên Mỹ đang cung ứng hàng cho cái chuỗi của 250 siêu thị ở bên Mỹ, thì chúng tôi đang kết nối những cái chương trình của thủy sản cơ chế chế biến với Cà Mau. Thì rất là mong là những cái chương trình của các anh chị sẽ cho tôi thêm được những thông tin, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi với các anh chị biết thêm những cái thông tin về nguồn hàng ở tỉnh Cửu Long ạ.
Vâng, tôi đã gửi thông tin của tôi trên nhóm chat. Cảm ơn các anh chị ạ. Yeah. Rồi chị Dung đúng không ạ? À, dạ, tôi Vũ Anh ạ. Vũ Anh, à, chị Vũ Anh. Tại nãy mắt hiện tôi không nhìn, không nghe rõ tên chị. Rồi chị, thứ nhất á, là cho Trang hỏi là chị cần từ ban tổ chức chương trình, chị cần ban tổ chức chương trình hỗ trợ chị về mặt nào? Tất nhiên, Trang nãy thì Trang đã nghe chị nói là chị cần một cái nguồn xả chất lượng và ổn định, giá ổn định để chị có thể xuất nhanh trong thời gian tới. Thì cái việc này thì chắc là các anh chị đang theo dõi chương trình của các sở công thương thì cũng đã nắm được thông tin. À, thì Trang nghĩ rằng là những vùng đang trồng xả của các tỉnh thì họ sẽ nắm được thông tin này và người ta sẽ kết nối. Nhưng cho Trang hỏi là chị có cần, tại vì ở đây thì có tất cả cũng rất là nhiều doanh nghiệp cũng như là các đơn vị xúc tiến thương mại của tỉnh, thì chị cần bên ban tổ chức của chương trình của câu lạc bộ thị trường hỗ trợ chị về mặt gì hay không. Đó là nhất là Trang hỏi chị điều đó. Còn về vấn đề là kết nối với chị và cho chị những cái thông tin về sản phẩm thì chắc chắn một điều rằng là Trang và cũng như các anh chị xúc tiến sẽ cho chị những cái thông tin cụ thể về sản phẩm rồi. Thì riêng với về cái góc độ mà gọi là kết nối hay là tư vấn hay là khảo sát gì đó thì chị có cần bên ban tổ chức hỗ trợ chị cái khâu nào hay không? À, vâng, cảm ơn chị Trang ạ. Hiện tại thì tôi cũng chưa có cái điều kiện để khảo sát trực tiếp vùng nguyên liệu ở trong đó nên là rất là cần cái sự sát thực tế của bên câu lạc bộ và nhất là bên đại diện bên chị Trang đã có những cái kinh nghiệm sát với lại vùng nguyên liệu và các cái cơ sở sản xuất chế biến ở trong đó rồi, và chị cũng là người làm đang là xuất khẩu nông sản đúng không ạ, thì chị cũng biết là hàng xuất khẩu của chúng ta đi thì nó phải qua một khâu sơ chế chế biến đóng gói ạ, bao bì đóng gói vào nó phải đủ tiêu chuẩn để mình xuất đi. Thì trong cái quá trình vừa kết hợp với lại vùng nguyên liệu, vùng trồng để mình có nắm bắt được cái nguồn cung ổn định và có thể là có những cái hợp đồng hợp tác để cung ứng cái bao tiêu đó và cái giá nó ổn định trong một khoảng thời gian, ví dụ như là tính theo năm chẳng hạn, kiểu như thế ạ, thì tôi sẽ đi sâu hơn vào những cái chương trình cụ thể như vậy khi mà mình lựa chọn được vùng nguyên liệu. Và cái mình sẽ đưa ra cái bài toán tính giá để làm sao mà bà con thu về mà có cái lợi nhuận cũng như là có những cái giá cả ổn định cho mình để cung cấp cho hai bên. Cái thứ hai nữa là những cái cơ sở mà khi mà vùng nguyên liệu đó thì yêu cầu cũng rất là mong muốn là chị kết nối giúp em được là những cái cơ sở mà dành cho sơ chế chế biến để khi có đơn hàng như vậy thì vùng nguyên liệu đến cái sơ chế chế biến đó nó thuận tiện nhất và để đảm bảo được là cái bảo quản cũng như cái sơ chế đó có đạt được những tiêu chí yêu cầu và tiêu chuẩn xuất khẩu. Còn cái chương trình thương mại trong nước, xỉ trong nước thì chúng em đang tập trung vào cái gọi là các tỉnh mà có nguồn hàng số lượng quá lớn thì em đang gọi là kết nối cho chéo các tỉnh có vùng miền để sử dụng chéo sản phẩm đó, thì chương trình đó thì sẽ xin có những cái kết nối riêng cùng với lại các chị trong những buổi kết nối sau hoặc là sâu hơn vừa từng với anh chị hoặc là qua chị Trang để đỡ mất thời gian của các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Ừ, rồi ok. Thì Trang sẽ, chị có thể để lại thông tin của mình ha. Rồi có thể, chị đến từ tỉnh nào vậy ạ? Dạ, hiện tại thì em đang ở đầu Hà Nội ạ. À, Hà Nội. Rồi, chị có thể ghi số điện thoại của Trang ha. Ừ, dạ vâng ạ. Rồi, công bố trên này luôn, không sao hết. Cho anh chị nào đang dạ, vâng, chị, đầu các chị nhắn trên group đi ạ, thì em sẽ xem trong Ok, Trang sẽ nhắn trên group ha. Rồi các anh chị liên hệ với Trang thì Trang sẽ nhắn cái số điện thoại của Trang trên đó ha. Rồi Trang sẽ kết hợp với các anh chị trong trung tâm xúc tiến sẽ tìm ra được cho chị cái nguồn nguyên liệu xả để chị có thể đảm bảo được xuất khẩu tốt nhất để hỗ trợ bà con cũng như là cái công việc của chị tốt hơn ha. Thì Trang sẽ cố gắng, Trang sẽ là liên kết với chị nhanh nhất ha sau chương trình này. Rồi cảm ơn chị đã đem tới thông tin rất là bổ ích cho chương trình nha. Rồi, tiếp tục chương trình ha. Rồi. À, anh Tài ơi. Ơi. Rồi, anh tiếp tục đi. Kính thưa quý anh chị, thì các anh chị vừa nghe cái phần chia sẻ giữa các doanh nghiệp và đơn vị chủ quản là Song Mỹ Group để chia sẻ những cái dự án sắp tới cũng như là trong cái buổi để chia sẻ chúng ta hiểu thêm về cái nội dung của chương trình này. Với cái lượng thời gian như vậy thì chúng ta cũng không đủ để cho chia sẻ hết những cái trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì
những cái gì mà chúng ta cần trao đổi có chiều sâu hơn và có thời gian hơn thì mong quý anh chị sẽ liên hệ trực tiếp với bà Mỹ Trang, đã để số điện thoại ở trên group để chúng ta tiện cho cái việc mà kết nối để chương trình tiếp tục diễn ra. Thì kính thưa quý anh chị, thì tình hình dịch bệnh kéo dài hàng loạt những khó khăn thử thách cho doanh nghiệp, thì trước những dự đoán của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho mở cửa lại một số hoạt động, nhưng dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt để, chuỗi cung ứng không đủ cung cấp thì thiếu nhân sự và những quy định chống dịch khá nghiêm ngặt, doanh nghiệp bắt buộc phải lên kế hoạch sống chung với COVID-19. Vậy đâu là giải pháp để doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng phù hợp với tình hình mới? Thì đó là những trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp. Để giúp các anh chị phần nào có thêm giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp mình, thì ban tổ chức đã mời đến đây doanh nhân Phạm Thị Ngọc Hà, tổng giám đốc, chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu của chị đã áp dụng cho công ty trong suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua. Hệ thống của cửa hàng San Hà Food hoạt động bình ổn phục vụ người dân. Thì sau đây xin giới thiệu doanh nhân Phạm Ngọc Hà chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu đó. Xin trân trọng kính mời bà. Alo, chị Hà đang. Chị Hà nghe đúng không ạ? Trần nó đứng bên kia đó. Bộ phận kỹ thuật sẽ có chị Hà hỗ trợ kết nối cho chị Hà. Hình ảnh chị Hà rõ hơn tí được. Như mạng không? Cái mạng của bên đó ok không? Rồi, ok chị. Rồi chị Hà Linh. Dạ. Xin kính chào các cô quý vị ngày hôm nay. Rất là vui mừng khi được tham gia một cái thị trường mới và thì cũng đây là một thị trường được thành lập từ sở của chị đã được phép và được ngay chỗ Sài Gòn đã phụng đã đến ngày thực sự là cái là một cái khởi đầu không là một trường rất hơi kỳ đầu là những nhà hóa bình luận của thị trường một kết nối như có sẵn nghe rõ không? Nó bị ba đang bị nổ. Đã được thành lập ra thì nó đời bởi một cái là ở công thương mình luôn luôn ảnh lớn của Việt Nam, cho nên là cái rất cần một cái mùa mà đồng bào của các cơ sở điểm đó là những trường chị Hà hay là về thương mại chưa có được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghe có hai đầu. Alo. Nghe nè. Nghe anh ơi. Nghe anh. Em đang họp, em đang hỏi em gái mà họ lát nữa đi xong chương trình em gửi cho em gái, xong em gửi cho em chính đi. Vào từ kia em nghe rõ. Rồi chị Hà nói, chị Hà nói thử em nghe coi chị Hà. Rồi được nghe rõ cho em. Rồi ok rồi, ok rồi. Đó chị. Dạ. Rồi. Cho cái màn hình lớn lên. Đúng rồi, cho cận mặt chị Hà tí xíu đi em. Rồi cho cận mặt. Rồi ok chị. Rồi em thấy rõ chưa? Rồi ok rồi chị bắt đầu đi chị. Rồi em nghe rõ rồi ha. Dạ. Rồi mọi người nghe rồi đó. Anh Tài hỏi xong mọi người trên Zoom nghe được hết không? Chị hỏi mọi người trên Zoom nghe được không? Mọi người nghe rõ không? Rõ không? Dạ nghe rõ rồi sếp ơi. Nghe rõ. Rồi ok. Dạ chị bắt đầu đi chị. Rồi chị bắt đầu. Thì hôm nay thì đại biểu ngày hôm nay phía bên công ty Sang Hà cũng từ tham gia cái chương trình này và đối với đó là một cái niềm vui mà rồi cái công việc cái khao khát của cái thị trường là cái câu lạc bộ thị trường này 2015 rồi điểm đó đến hôm nay thì là vui nay đã được hình thành tốt. Nghe những lời của chị Trang tôi có cảm giác như là không có sống trong Covid, không có bị một cái cách nào ngăn trở một cái gia cái nhà thương mại không có. Tôi có cảm giác rằng là đây là một cái sức mạnh mà một cái liên kết thương mạnh giữa tâm dân người dân trồng trọt chăn nuôi và tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì tôi xuống xin số kinh nghiệm của ngân hàng thì đây là cái thị trường mà chúng ta rất là muốn mạnh muốn về một cái xã hội được kiểm soát, được kiểm soát chặt chẽ những ngành hay là tiêu dùng của tiêu dùng của thành phố. Thì tôi cũng xin nói một cái thời điểm này về cái nó đang bị chắc trở, khó khăn về người nông dân thôi. Không ra cái phân thì đang phẩm mà mình cần. Tôi nghĩ là đây chỉ là một trong cái thời kỳ mà phía bên là nông dân đồng trồng bộ thị trường nó bị tăng nơi cái dịch qua thì đang nhiều qua thì nó xảy ra bởi trong cái thời kỳ trước là một nó có thể hay là ở cái hoặc thật sự đầu thì này nó rất không phải đó là nó xảy ra mà nó đã xảy ra trên mọi tất cả mọi từ đứt lại hết con người là quyết định tất cả mọi con người là một cái phát triển một cái thị trường. Chúng ta nói về cái thị trường này
thì cho nên vừa qua có ba của Hồ Chí Minh công việc bình điền như vậy thì một cái không đông người đây là nhưng ba cái chợ đầu mối đó nhưng ba chợ đầu mối thì là bắt buộc phải ngưng đi mất nhưng mà qua sau đó nó không có cái nguồn mà lại không có nơi chỉ phải ngưng chợ đầu mối đã có một cái thay thế cho cái chợ đầu mối đó là cái thay người tiêu dùng không có thời điểm đó thật là rất là khắc nghiệt rất là khó khăn chúng ta là không đủ thời gian để cho chính phủ quyết định được để nguyên tàn nào đó nhưng ta cho nên là mới gây ra cái quan điểm của người đó là không được mạnh hơn cho nên là không có bao nhiêu người rất là khắc nghiệt cho nên là cái phần đó thì thời điểm đó thì chính phủ giữa các ngành mới thông thương để cho xe đi chở vào thành phố mà xe chở lên thành phố thì bắt buộc nó phải có chốt được phép lưu hành thì trong cái thời điểm đó và đối với cái ngành nghề mà trồng trọt ở dưới tỉnh thì cái đời sống của các loại mình trồng nó có hạn ví dụ như là cây thì nó phải có đời sống 30 ngày hay là 40 ngày hay là cây thì mỗi ngày mỗi lớn cá thì mỗi ngày mỗi sinh sôi ra thì trong khi nó ách tắc một ngày thì biết bao nhiêu là hàng quán ứng động lại cho nên là thời điểm đó ngoài cái việc mà làm cho cái người nông dân của mình bị hoảng loạn về tinh thần về dịch bệnh mà vừa hoảng loạn về tinh thần trong nuôi hàng hóa không ra được nó đổ ập tới người nông dân của mình là cái người nông dân của mình rất là bối rối và họ rất là khó khăn họ không giải quyết như thế nào mà trong khi có thì tất cả họ từ trường tập trung vào để dịch bệnh cho nên là cái vấn đề này á là nó xảy ra cái tình trạng nó như vậy nhưng mà tôi đã nghĩ rằng cái thời gian này thời gian nó đã dần nó thay đi ví dụ là có cái chương trình trực tiếp của cái bộ phận tây mưa nó ra giúp cho cái người dân để mà kết nối lại ok chị đến cho bác chị về đây ha cho em cũng chuẩn bị em xuống dưới tầng thứ ấy nhưng mà thời điểm là cái hàng mà nông sản ở dưới các tầng là nó về ở tầng thứ rồi từ đó nó mới chuyển tải nhỏ ra dần trong cái bộ phận của mình đảo quen cái mô hình đảo quen nhiều cho nên mà khi mà xảy ra mà khi ba chợ đầu mối nó không còn nơi tập trung để cho người tiêu dùng cho người phân phối đó thì coi như là mọi sự nó đều khó khăn cho nên là mới ra đời cái chính tay nuôi của bên bộ nông nghiệp ra để mà giúp cho các cái bên người nông dân và bên người tiêu thụ của thành phố tây nguyên nối kết với nhau liên kết với nhau thì cái sự liên kết đó làm nó chỉ còn là trên những chuyến xe trên những cái tài xế mà thôi thì lúc đó phải giải quyết cho bằng được những cái thẻ đi đường những cái chốt những cái chặn thì thật ra những cái phương án đó là tốt hết là đúng lắm không sai chỉ có sai là gì khi cái diễn biến nó xảy ra nhanh quá nó không làm cho cái người dân của mình cho cái người tiêu thụ mình họ kịp thời để họ cập nhật được và họ hoặc là họ chấp nhận được một sự thay đổi đó thì qua cái này mình mới nắm được thêm rằng là cái sự mà chấp nhận sự thay đổi cái điều đó rất là quan trọng mình là ở trong một cái môi trường mà thương mại mà giữa cái người nông dân và người tiêu thụ hàng hóa tôi nghĩ rằng là trong qua cái thời kỳ này
mình phải có thêm một cái phương án nữa, đó là cái phương án phải chấp nhận sự thay đổi. Thì cái sự chấp nhận sự thay đổi đó nó sẽ làm cho mình đỡ tổn thất hơn, làm cho mình đỡ bị sốc hơn, và cái sự rủi ro về mặt kinh tế mình cũng sẽ giảm thiểu đi. Cái đó là tôi nghĩ là mình nên như vậy. Đó là cái thực trạng của thị trường. Còn ngày hôm nay khi mà chị Mỹ Trang nói về những cái khó khăn mà vẫn làm được để mà trong một ngày trước 30 tháng 9 này tôi là ngày dịch nó có một cái nhiều kinh nghiệm để cho cái người tiêu dùng, cho cái người làm việc. Ngày hôm nay cái người nông dân, cái mình đang trồng trọt để mình cung ứng cho thành phố. Thành phố là người tiêu thụ lớn của cái thị trường. Thì khi người ta đón nhận được cái dòng sản phẩm này tốt, giá gốc, rồi chất lượng, cũng như là kiểm soát được cái vấn đề mà truy xuất nguồn gốc của cái sản phẩm, thì ở đây con người mình cũng vậy, mình cũng truy xuất được tất cả mọi thứ. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái trong một cái khó, trong cái khó của mình nó cũng ló được cái khôn. Tôi thí dụ như là công ty của tôi hiện nay, trong thời kỳ nhưng mà tôi vẫn phải dành rất nhiều thời gian để chấp nhận thay đổi cái công việc, chấp nhận cái sự sống cùng với dịch và chấp nhận cái sự thay đổi của hướng tới, và luôn nghĩ rằng là sắp tới cái tình hình dịch cái này nó sẽ còn kéo dài và nó sẽ rất nhiều năm. Cho nên là mình khi mà mình là một cái người dân, một cái người doanh nghiệp mà trong một cái thời kỳ mà dịch bệnh lớn như thế này, thì mình sẽ sống làm sao, mình sẽ giải quyết cái vấn đề nhân sự của mình, rồi mình giải quyết cái thị trường, rồi mình cũng phải lắng nghe cái thời điểm này cái người tiêu thụ của mình họ còn kinh tế, còn tiền, họ còn để họ ăn hay không. Tại vì mấy tháng vừa qua họ đã tuân theo chỉ thị ở đâu bên đó, hầu như họ không làm gì, họ không có tiền ở đây rồi. Sống trong một cho cái cuộc sống, một cái chi tiêu trong gia đình rất là hạn chế và rất là cân đo đong đếm. Cho nên là về phía mà những cái người nông dân chăn nuôi của mình mà về thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ rằng cái sức mua của nó giảm 50%, cái đó là cái chuyện phải có, phải bị. Và người nông dân mình phải xem lại cái kế hoạch trồng trọt của mình, kế hoạch mà cái lượng sản xuất của mình vào, mình luôn xem lại, mình xem lại để mình cho phù hợp với thị trường, để cho mình không tổn thất về kinh tế của mình. Nhưng mà với cái đời sống này, tôi cũng biết rằng là cuộc sống này cũng không bao giờ dừng lại, cuộc sống này cũng không bao giờ đứng lại, nó cũng phải lên. Sau đó thì mình cũng phải lên phương án kế hoạch mới, mình phải đi lên và phát triển như thế nào, mình không đứng lại. Thì đó là tôi đang nói về cá nhân của tôi, nó là như vậy. Cho nên là mình cũng không mang một cái suy nghĩ nó bi quan, mà mình hãy lạc quan và mình hãy làm. Tại đây là một cái nó bước qua một cái môi trường mới, một cái thị trường lớn mà tôi nghĩ là ở Hồ Chí Minh này rất là tốt. Có rất nhiều người nông dân điện cho tôi nói rằng là người ta đang khó khăn, người ta không muốn làm nữa, người ta muốn ngưng, người ta không muốn làm. Thì tôi có khuyên họ rằng tại sao lại phải ngưng, tại sao lại không làm. Cái này là chuyện bình thường mà. Cái dịch này đúng ra là nó cũng là một cái là bình thường thôi mà. Nó chỉ là một cái tai nạn nghề nghiệp thôi mà. Rồi mình sẽ phải làm, rồi mình làm tốt hơn. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề vừa qua, là cái vấn đề thử thách, cái vấn đề gian lao thử thách mà mình phải hiểu. Cái đó là không là gì cả. Nó chỉ còn cái tại là cái sự lòng tin của mình, cái sự quyết tâm của mình, và cái sự mà làm việc của mình cho nó tốt. Cũng như Trang chị vừa nói rất là đúng.
cái hàng sản phẩm này các anh chăn nuôi nên đầu tư thêm về chất lượng, nên đầu tư thêm về cái nguồn hàng. Và khi các anh làm, các anh phải có kế hoạch, các anh phải có một cái dự án rõ, và các anh nên liên kết với người tiêu thụ, dù là thương lái, dù là thu mua, dù là công ty, như thế nào hai bên cũng phải có một cái ngồi lại bàn bạc với nhau và bao tiêu, rồi hai bên phải đi đến một cái giá cả thống nhất để cùng cung ứng thị trường một cái giá chất lượng tốt nhất, giá ổn định nhất để mà cung cấp cho một cái ngành nghề thực phẩm, để cho các ngành nghề khác người ta có thể được ăn sạch, được ăn tốt, giá cả phải chăng. Thì đó là mới đúng là một xã hội phát triển, mới đúng là một cái ngành nghề có văn hóa. Tôi nghĩ rằng thực sự là cái ngành nghề thực phẩm này bản thân tôi rất là mê, mà tôi rất là tôi mong muốn sao nó sẽ trở thành một cái ngành nghề gọi là cung ứng thực phẩm có văn hóa, có một cái sang trọng của nó, chứ nó không thể nào mà mua một cái hàng hóa mà không có nguồn gốc hay là giá cả nó cao quá, thấp quá. Thì thị trường họ cũng, người ta cũng không có cần phải là lúc mà phải rẻ quá, người ta cũng không ham, người ta không thích. Dù là nó ngon, dù là chất lượng mà rẻ quá, người ta không muốn. Người ta chỉ muốn ổn định, người ta nó luôn muốn đa dạng hàng hóa, đa dạng. Mà người ta lại thích nhất là sự phục vụ của nó. Thì nó rất là... Thế như vừa rồi nó có cái combo đó, thì trong nó sẽ tính rất là tốt. Nhưng mà lâu về dài thì nó phải có thêm một cái người khác, nó không thể nào mà nó đi combo nó chỉ dành cho một thôi, chứ không thể nào mà vừa qua thì rất là giỏi, nghĩ rất nhiều cái kia bán bài giải quyết được. Tôi nghĩ là bên thành phố Hồ Chí Minh đã làm hết sức mình và bản thân về cái dân và cái người tiêu dùng là số và ta là nên liên kết với nhau, coi là mà người trầm trọt là người mua nó phải rất là chặt chẽ nguồn hàng, và không có cách nào là mình biết chuyện của công ty đó, cũng như nông dân làm ra một sản phẩm phải chịu cái trách nhiệm của mình đến tận nơi, hoặc là người xa mình có những cái xử lý tốt những cái sản phẩm của mình, những cái nguồn hàng của mình mà đến tay người tiêu dùng hoặc là nó chưa có được đáp ứng về cái dịch vụ. Mình không thể nào ở trong, mình là một người nông dân mình giao là ở cái đó chưa đủ, mà nó phải đủ hơn. Mình suy nghĩ thêm nhiều cái phương thức của mình. Mình không thể nào cho một người mua là có đó. Nếu người thu mua đó thì có cái mình nông dân rất là tội nghiệp. Cho nên là cái người phải tham gia dùng xã, tham gia nhiều hội, tham gia các cái chương trình của cái vấn đề làm tạo cục và không thối. Thì có thể rằng là hai nhà nước mình đang rất là quan tâm, như là về cái ngành nông qua là sở công thương tạo đi sâu sắc với dân. Cái thời gian vừa qua mấy công ty của tôi cũng không cũng bị ngưng hoạt động, nhưng mà tôi vẫn phải dựa vào sở. Tôi bây giờ phải dẫn để tìm nguồn. Ví dụ
như hiện nay tới công ty sang hà gia cầm hôm qua mùa dịch này thì sang hà lại chuyển biến heo và các sản bằng chứng là vừa qua sang hà quy mô các nông sản như là đậu bắp cà vâng, đó có nghĩa là trong thương mại mình không thể xuất khẩu, là mình luôn luôn tìm cầu và đạo để cho mình không bị đứng lại. Đặc biệt là người nông dân bỏ xuất gia trồng gia một cái sản phẩm nào nó là cái dự án của mình, nó là dự án của mình, nó là của mình, mà khi từ sản phẩm rồi mình phải theo nó, mình phải theo nó đến tới bàn ăn, tới là bữa ăn để tin rằng là người ăn nó hài lòng, nó có trong cái quá trình đó mình phải nhờ những đơn vị, cái đó là cũng không sao. Cái người nông dân phải hoặc cái suy nghĩ là ăn của mình nó làm nó tốt hay không, khách hàng không thì tôi nghĩ là cái đó là tốt. Với một kinh nghiệm của tôi là làm như vậy, cho nên hàng hóa của tôi là luôn luôn là trôi chảy. Đặc biệt là khi mà người ta nhắc đến người ta rất là yên tâm, hải chanh rất tốt và luôn luôn đủ cung bấm. Cái đó là tôi đã đang làm, tôi cũng muốn chia sẻ cho dân chúng mình. Khi mình làm thì mình làm cho bằng hết cái tâm, các mơ của mình, mình sẽ vượt qua tất cả. Hiện nay thì phía bên công ty sang hàng 40 cái cửa hàng thôi, trong tương lai là sẽ mở là sẽ là một cái cầu nối, một cái nơi mà đậu mua những hàng hóa thay vì tiêu dùng trong cái kiến thương cái số tiền ngân hàng mai đó cho người đã phải chăng bình một và không có nghĩa là cái khi mà cái đó là cùng với người nông dân với người thu mua mình làm ra một cái giá, một giá trị giá cả làm cho người tiêu cái đó là mình không nhập hội cho xã hội phát triển, xã hội văn minh. Thì cho nên là cái vấn đề mà thì tôi cũng mới tạo ra một đợt đi tới từng nơi mua của người nông dân cái hàng nông sản, tôi mới thấy ra có nhiều cái mà nhiều lúc đang hoài họ đổi về cái chiêu của mình, họ lại không đổi về nhau. Không ạ. Alo, chị rõ không Trang? Dạ, cũng nghe chị. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, dạ, cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Anh Tài ơi. Anh Tài nghe rõ. Yeah.
Trang ơi. Dạ. Rồi thôi vậy em chị, anh Tài đang ấy chuyển qua cho chị đi Hùng ơi. À, cảm ơn chị Hà rất là nhiều. À, thực ra thì nãy thì nó có chút xíu trục trặc một tí xíu về âm thanh một tí xíu là lúc có thể hơi nhỏ và hơi to một tí á chị, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em thấy ổn định lại và những cái điều mà chị chia sẻ thì em rất là tâm đắc và thấy rằng là thực ra thì câu lạc bộ thị trường cũng của chúng ta thì xây dựng một đang cố gắng chị đang cố gắng và đang tập hợp những doanh nghiệp cùng chung một cái mong muốn là xây dựng một cái cộng đồng doanh nghiệp tử tế giống như những gì chị Hà đã chia sẻ, và cũng sẽ luôn luôn nỗ lực làm sao mà gọi là giữ vững tinh thần để chúng ta có thể xem mùa dịch này nó giống như một cái, giống như chị nói, một cái tai nạn nhỏ nhỏ nào đó trong cái công việc của mình thôi, chứ thực ra thì nó cũng chúng ta cũng không thể nào sợ sệt, cũng không thể nào mà gọi là cứ tránh né nó hoài được. Giống như là những gì mà em biết được là sự kiên cường của chị cũng như là các thành viên của công ty đã liên tục để đem đến những cái nguồn thực phẩm giá rất là tốt cho bà con. Thì sẵn đây chương trình thì em cũng rất là cảm ơn, gửi lời cảm ơn thay mặt mọi người, trong đó có câu lạc bộ cũng đã là đồng hành cùng với Thế Sản Hà Food để mà tạo ra, để đem cái thực phẩm giá tốt nhất và với gọi là những cái cách an toàn nhất đến cho người dân. Thì cũng xin cảm ơn chị đã cùng đồng hành cùng với chương trình của câu lạc bộ. Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị sức khỏe ạ. Cảm ơn em, cảm ơn. Rồi anh Tài đã kết nối lại chưa ạ? Rồi thì kính thưa các anh chị, chắc anh Tài đang có trục trặc về vấn đề kỹ thuật một tí, thì Trang cũng chia sẻ rằng là để cái buổi phát động này chỉ là mới một cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta phát động, chúng ta lan tỏa cái chương trình này đến với tất cả mọi người, đến với tất cả những doanh nghiệp đang có nhu cầu mua những cái sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long về kinh doanh cũng như xuất khẩu. Thì các anh chị cứ không đừng có ngần ngại liên hệ với ban tổ chức cũng như liên hệ trực tiếp với Trang để Trang có thể tư vấn cho các anh chị những nguồn hàng mà Trang đã đi thực tế kiểm tra đánh giá trong mùa này. Thì có thể là mùa giãn cách, đâm ra cái việc mà các anh chị trực tiếp đi khảo sát nó gặp rất là nhiều khó khăn, thì bằng cách là Trang đã xin được giấy phép cũng như là được sự hỗ trợ của các sở công thương của tỉnh, thì Trang cũng đã và đang cũng như là đi khảo sát rất thêm nhiều doanh nghiệp nữa. Thì các anh chị cứ mạnh dạn cho Trang những cái thông tin để Trang có thể khảo sát cho các anh chị, để các anh chị có thêm một cái nguồn hàng cũng như là người nông dân họ có thêm cái nguồn tiêu thụ, và chúng ta cùng nhau cam kết rằng là chúng ta sẽ ra bán giá bình ổn, chúng ta mua cái giá bình ổn cho người nông dân, chúng ta bán cái giá bình ổn cho người dân, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái thị trường bền vững. Thì rất là mong là các anh chị sẽ cùng nhau chung tay với chương trình, cùng nhau chung tay với câu lạc bộ thị trường. Cảm ơn các anh chị và sau đây là chia sẻ lại nhường lời sống lại cho MC chương trình ạ. Vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ là hết sức chân tình của bà Phạm Thị Ngọc Hà, tổng giám đốc của Sơn Hà Food. Chúc bà ngày càng sức khỏe và phát triển sau này ngày càng rộng khắp. Kính thưa trước khi chương trình diễn ra thì đại diện Song Mỹ Group đã có chuyến khảo sát đánh giá sản phẩm và đàm phán chính sách đối với một số doanh nghiệp để trở thành đối tác chiến lược nhà phân phối độc quyền tại khu vực. Thì trong cái buổi phát động chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B và đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, thì xin sự kết thành công ban đầu của các doanh nghiệp đầu tiên, thì xin chúc mừng
sự ký kết giữa công ty Tân Hậu Giang và Song Mỹ Group. Song Mỹ Group chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm chế biến từ cá thác lác của Tân Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Cho chị hai cái link đi. Cho chị công ty Chị Tiên có cái logo Tân Hậu Giang đó em. Rồi thôi cho chị Lý Hồng Tiên. Rồi. Bộ phận kỹ thuật cho kết nối giữa công ty rồi. Và Song Mỹ giúp. Rồi, chào chị Tiên. Rồi, hôm nay là cái ngày mà chúng ta chính thức gọi là nhờ sóng truyền hình của chương trình để chúng ta gọi là nhờ mọi người chứng nhận cho cái việc hợp tác giữa công ty Song Mỹ Group và công ty Tân Hậu Giang. Cảm ơn chị đã chọn Song Mỹ Group. Và đã tin tưởng vào những cái tiềm năng của công ty để chúng ta có thể phát triển thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, đưa sản phẩm của Hậu Giang cũng như là công ty Tân Hậu Giang đến với mọi người rộng khắp hơn. Thì cũng chia sẻ với mọi người rằng là những cái sản phẩm của Tân Hậu Giang thì của Song Mỹ Group đã đưa vào thị trường tiêu thụ khoảng 3 tháng nay, thì cái sự phản hồi của người tiêu dùng rất là tốt các anh chị. Các anh chị nào đã sử dụng của sản phẩm của Tân Hậu Giang mà Trang đã gửi tặng cũng như là Trang mọi người mua được từ chương trình của bên Trang á, thì mọi người sẽ hiểu được những cái giá trị, những cái sản phẩm chất lượng như thế nào để Trang quyết định trở thành đại lý nhà phân phối chính thức của Tân Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ ạ. Giờ chúng ta chị em mình sẽ ký một cái hợp đồng ha. Để thông báo với mọi người rằng là Song Mỹ Group là đơn vị chính thức của Tân Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ ạ. Ok. Rồi xong, chính thức cùng nhau kết nối chị nha. Rồi cảm ơn chị. Vâng, xin dạ thấy rồi chị. Dạ, em cũng rồi. Xin chúc mừng sự ký kết của công ty Tân Hậu Giang và Song Mỹ Group đã ký kết thành công về phân phối các sản phẩm chế biến từ cá thác lác và của Tân Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Đề nghị đưa hai cái bảng lên để chụp hình lại cái đây, Trang ơi, dưới tiên. Dạ. Rồi đây. Để em Tân Hậu Giang. Rồi cảm ơn. Rồi ok. Rồi. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều. Tiếp theo chương trình thì xin chúc mừng sự ký kết giữa công ty San Hà và Song Mỹ Group. Thì Song Mỹ Group là đại lý phân phối các mặt hàng gà công nghiệp, gà thảo mộc, thịt heo của San Hà. Thì trong 3 tháng hợp tác thì Song Mỹ Group đã tiêu thụ hơn 8.000 con gà cho San Hà. Thì hôm nay thì hai bên mới chính thức ký kết hợp đồng chính thức. Thì xin mời công ty San Hà và Song Mỹ Group chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Chị Hà đâu rồi? Chị đây. Chị Hà chưa? Đây chị ơi. Ơi chị đây. Dạ. Rồi cho Trang thấy hình, cho mọi người thấy hình của chị Hà. Chị Hà bên trên cầu truyền hình đó. Không
Cũng xin giới thiệu với mọi người, chia sẻ với mọi người một tí xíu. Chị Sang Hà là một người chị mà Trang rất là yêu quý. Chị luôn luôn ở phía sau để hỗ trợ cho những cái hoạt động của câu lạc bộ thị trường, và chị cũng là nguyên phó chủ nhiệm câu lạc bộ thị trường nhiệm kỳ 1. Chị rất là bận các anh chị. Thực ra cái hợp đồng này đáng lý ra là ký cũng rất là lâu rồi, nhưng mà do hai chị em cứ công việc nó cứ cuốn đi mà cũng không có thời gian để trực tiếp ký. Và cũng cảm ơn chương trình và cũng đã có những cái sự kết hợp hỗ trợ nhau để mà đem sản phẩm của Sang Hà Food đến với mọi người nhiều hơn. Thì hôm nay mượn sóng chính thức hợp tác cùng với Sang Hà, Song Mỹ Đức hợp tác với Sang Hà chị nha. Và chúng ta sẽ cùng cố gắng để mà làm sao có được một cái thị trường bình ổn và giúp cho người dân có những cái thực phẩm tốt nhất để mà sử dụng. Cảm ơn chị đã tin tưởng Song Mỹ Đức ạ. Rất là cảm ơn em. Dạ, chị với em cùng ký chị nha. Rồi, đồng ý. Ok. Rồi. Okay. Và xin mời chị Hà và chị Hà và chị Trang giơ cái hợp đồng lên để cho các quý anh chị chứng kiến. Và cảm ơn chị Hà rất là nhiều, cảm ơn chị Trang. Tiếp theo thì xin chúc mừng sự ký kết giữa cơ sở chế biến lạp xưởng Kim Huệ Long An và Song Mỹ Group. Thì cái này là hợp đồng mua bán cam kết là 1 tấn lạp xưởng và nem nướng trong vòng 3 tháng cuối năm. Và xin mời chị ký kết hợp đồng. Rồi, đây nha. Chính thức sẽ đem lạp xưởng của đặc sản của vùng Long An đến với khách hàng của Song Mỹ Group cũng như là khách hàng thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, chúc mừng cơ sở chế biến lạp xưởng Kim Huệ Long An và Song Mỹ Group đã ký kết hợp đồng. Và tiếp theo chương trình xin chúc mừng sự ký kết hợp đồng giữa công ty nấm Phạm Lê Nguyễn với Song Mỹ Group. Phạm Lê Nguyễn thì chọn Song Mỹ Group là đối tác chiến lược để phát triển thị trường nấm mà tươi và nấm dược liệu. Vâng, xin kính mời công ty nấm Phạm Lê Nguyễn và Song Mỹ Group. Cho Trang chia sẻ tí xíu về thành viên một người chị. Thực ra là cái cơ duyên mà để đẩy đưa cho Trang trở thành đại lý cũng như là một đối tác chiến lược của nấm Phạm Lê Nguyễn là vì ăn nấm tươi của chị trồng bằng phương pháp hữu cơ, thì so với những cái nấm mà Trang đã từng ăn trước đó thì nó mọi người sẽ cảm nhận một cái hương vị rất là đặc trưng cũng như là ăn rất là tốt cho sức khỏe, vì một người trồng ra nấm này là một người rất là có tâm trong nghề các anh chị. Thật ra là chị không muốn cho Trang làm đại lý hoặc là đối tác chiến lược, Trang cũng đã thuyết phục chị để cho Song Mỹ có cái cơ hội rằng là đem những cái sản phẩm tốt này đến với mọi người. Thì hôm nay cũng nhờ thông qua chương trình giữa công ty Song Mỹ Group và nấm Phạm Lê Nguyễn sẽ chính thức ký kết để có thể đem những cái sản phẩm nấm của công ty là Phạm Lê Nguyễn đến với mọi người nhiều hơn chị nha. Thôi chúng mình ký cho nhanh ha chị ha. Rồi xong. Chị xong chưa? Được, cảm ơn công ty nấm Phạm Lê Nguyễn và Song Mỹ Group đã ký kết hợp đồng chính thức để phân phối về sản phẩm về nấm tới thị trường. Xin cảm ơn các anh chị. Và tiếp theo thì xin chúc mừng sự ký kết giữa doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Dũng và Song Mỹ Group.
Kính thưa quý anh chị, thì Hùng Dũng sẽ phát triển và trồng nguyên liệu là dừa xiêm đạt tiêu chuẩn Việt Ráp và cung cấp thành phẩm dừa xiêm trọc cho Song Mỹ Group xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đây là hợp đồng đối tác chiến lược lâu dài để phát triển thương hiệu nông sản Việt của Song Mỹ Group. Xin mời doanh nghiệp Hùng Dũng và Song Mỹ Group sẽ ký kết hợp đồng. Xin mời các anh chị. À, cũng chia sẻ với tất cả các anh chị, anh Dũng là một trong những người mà Trang rất là quý, vì cái tâm của anh trong cái việc gọi là muốn duy trì cái trái dừa tươi của tỉnh Bến Tre, và hai chị em đã cùng nhau trao đổi, cùng nhau làm việc. Thực ra thì những cái sản phẩm của bên Quỳnh Dũng thì cũng đã được công ty Song Mỹ Group cho tiêu thụ trên thị trường rồi các anh chị, chứ không phải là chỉ là mới ký kết đây. Thì trước cái ngày mà gọi là diễn ra thì chúng tôi đã có khảo sát và chúng tôi đã mua sản phẩm mà chúng tôi đã đem đi cung cấp trên thị trường, và hôm nay thì mới chính thức gọi là ký kết hợp đồng. Mong rằng là Dũng sẽ duy trì cái nguồn nguyên liệu đảm bảo và đúng tiêu chuẩn để có thể Song Mỹ Group có thể gọi là phát triển cái thương hiệu dừa xiêm của tỉnh Bến Tre đến với mọi người một cách gọi là chuẩn mực hơn và rộng khắp hơn ha. Rồi, ok, xong nha. Vâng, xin chúc mừng doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Dũng và Song Mỹ Group đã ký kết thành công hợp đồng cung cấp về thành phẩm về dừa xiêm. Tiếp theo thì xin chúc mừng sự ký kết giữa công ty đất Sen Hồng và Song Mỹ Group. Anh Tài ơi, chắc bên công ty đất Sen Hồng á, thì chắc là Trang sẽ ký sau, tại vì hôm nay chị Châu chị đã phải đi tới các cái vườn của nông dân để mà kiểm tra những cái sản phẩm, những cái vườn trái cây á, chị không có trực tuyến được để ký kết, nên ra là sẽ hẹn chị Châu vào cái dịp sau để ký kết ạ. Rồi, ok Trang. Thì xin một lần nữa thì xin chúc mừng những hợp tác thành công ban đầu của chương trình, và mong rằng thì chương trình sẽ lan tỏa và kết nối thêm nhiều đơn vị trong các vùng miền để hiểu rõ hơn về những mong muốn cũng như hiệu quả từ chương trình mang tới. Thì sau đây thì tôi xin phép được mời hai doanh nghiệp sẽ chia sẻ ngắn gọn trong cái buổi kết nối giao thương ngày hôm nay. Thì xin mời đại diện của công ty Tân Hậu Giang, xin mời chị Tiên có đôi lời chia sẻ nhanh cho trong cái trình cái buổi ký kết hợp đồng ngày hôm nay và trong cái chương trình kết nối giao thương trực tuyến B2B, và xin kính mời chị. Dạ, kính thưa các quý lãnh đạo Sở Công Thương, quý anh chị họp kết nối giao thương ngày hôm nay, thì tôi là Lý Hồng Tiên, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hậu Giang, chuyên sản xuất chế biến là kinh doanh mặt hàng thủy sản, hàng chủ lực là cá lóc, lươn, bạch đằng, vân vân. Thì trong cái dịch Covid-19 vừa qua thì đã làm giảm sức mua của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp khó khăn trong việc tìm đầu ra trong nguồn hàng nông thủy sản, đặc biệt là việc vận chuyển lưu thông hàng hóa rất là khó khăn. Thì chương trình thực phẩm bình ổn của câu lạc bộ thị trường đã giúp hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp trong mùa dịch, giảm bớt một phần khó khăn cho doanh nghiệp. Thì tôi rất là trân quý cái tình cảm và tâm huyết của các anh chị làm chương trình thực phẩm bình ổn, đã kịp thời đưa các cái nguồn hàng thực phẩm đến tay người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh mà họ bị hạn chế đi lại do dịch Covid-19 với giá là rất bình ổn. Và đặc biệt hơn là các thành viên trong tham gia chương trình đa phần không phải là người chuyên ngành trong việc phân phối hàng hóa thực phẩm, mà họ là các thành viên hoạt động trong các ngành nghề khác nhau. Thì với mong muốn kịp thời hỗ trợ cho người bán và người mua, họ đã không ngại di chuyển ra ngoài đường để mà giao hàng tận nơi cho người dân. Nguy cơ mà nhiễm dịch Covid-19 thì rất là cao, cung đường di chuyển thì nhọc nhằn, qua phải thông qua nhiều chốt kiểm soát, nhưng họ vẫn tâm huyết để thực hiện chương trình. Thì rất
Tôi rất là cảm ơn câu lạc bộ thị trường và công ty Song Mỹ Group. Cái qua chương trình bán hàng bình ổn của câu lạc bộ thị trường tổ chức đã giúp cho Tân Hậu Giang tiêu thụ được một lượng lớn hàng hóa và mở ra cơ hội hợp tác cùng với công ty Song Mỹ Group. Và sau thời gian mà tìm kiếm đối tác phù hợp để phát triển thị trường Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, thì Tân Hậu Giang đã quyết định chọn công ty Song Mỹ Group để mà làm đại diện cho công ty phát triển thị trường. Thì tôi chúc cho cái buổi kết nối giao thương đồng bằng sông Cửu Long và Hồ Chí Minh hôm nay thành công tốt đẹp, kết nối được nhiều hơn để mà đưa hàng hóa nông sản ra thị trường một cách tốt hơn. Xin trân trọng. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ của chị Tiên của công ty Tân Hậu Giang. Thì mong rằng thời gian tới sẽ công ty Tân Hậu Giang và Song Mỹ Group sẽ có nhiều những cái dự án, nhiều cái sản phẩm và những cái mặt hàng tốt nhất để đưa ra thị trường. Một lần nữa xin chúc mừng chị và công ty Song Mỹ Group. Tiếp theo thì xin mời đại diện cơ sở Huỳnh Dũng, anh chia sẻ nhanh về cái buổi kết nối giao thương và cái hợp đồng của công ty của cơ sở Huỳnh Dũng và công ty Song Mỹ Group. Xin mời anh. Lời đầu tiên tôi xin gửi đến quý doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có mặt trong buổi họp trực tuyến hôm nay. Tôi tên là Quỳnh Xuân Dũng, là chủ cơ sở sản xuất dừa uống nước Quỳnh Dũng. Qua chương trình kết nối giao thương đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy rất vui và vinh hạnh được gặp gỡ những doanh nghiệp, công ty, cơ quan sản xuất. Cảm ơn Song Mỹ Group đã mang đến cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mang đến cơ hội để cơ sở tôi có thể mở rộng thị trường của mình hơn. Qua một thời gian tìm hiểu thì tôi quyết định sẽ ký hợp đồng lâu dài để cung ứng sản phẩm cho công ty Song Mỹ Group. Đó là niềm vinh hạnh với cơ sở chúng tôi. Qua đây tôi cũng xin hứa sẽ thực hiện đúng theo hợp đồng giữa hai bên, giao hàng đúng chất lượng và quy cách như đã ký kết. Phần phát biểu của tôi đã xong, tôi xin hết kính chúc chương trình thành công tốt đẹp. Vâng, cảm ơn lời phát biểu chân tình cũng như là những cái cam kết về chất lượng về sản phẩm. Và đối với doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Dũng và công ty Song Mỹ Group. Kính thưa quý vị đại biểu, sau khoảng một thời gian chúng ta đã kết nối và làm lễ phát động giao thương trực tuyến B2B đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các quý doanh nghiệp và các sở công thương của các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, thì sau buổi lễ phát động chương trình kết nối giao thương trực tuyến như thế này thì ban tổ chức sẽ tiếp tục đi khảo sát doanh nghiệp tại các tỉnh để có một thêm nguồn hàng phong phú đa dạng cung cấp cho các doanh nghiệp, các anh chị có nhu cầu kết nối với các đơn vị cung cấp tại các tỉnh sẽ liên hệ với Song Mỹ Group để kết nối. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự cái buổi lễ phát động ngày hôm nay. Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, bình an và vững vàng trong mùa dịch. Chào thân ái các anh chị và chúc tất cả các anh chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị. Trân trọng cảm ơn ban tổ chức ạ. Rất là cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức và các anh chị doanh nghiệp đã tham gia. Có người còn chia không? Trang ơi, có gì nói nữa không? Rồi, cho Trang chia sẻ lời cuối. Thứ nhất là cảm ơn anh MC, cảm ơn tất cả những kỹ thuật viên, dù là có chút xíu trục trặc tí xíu nhưng mà rất là mong mọi người sẽ thông cảm, vì thực sự đây là lần đầu tiên câu lạc bộ thị trường tổ chức cái chương trình trực tuyến như thế này.
thì sẽ chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để mà có thể những cái chương trình lần sau chúng tôi có thể về kỹ thuật chúng tôi có thể đảm bảo tốt nhất. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty văn phòng luật sư Trương Nguyễn của chị Bích Liên, của luật sư Bích Liên đã cùng đồng hành. Thì trong chương trình này thì chúng tôi cũng có mời một văn phòng luật sư để có thể hỗ trợ cho những doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là những cái ký kết giao thương mang tính gọi là giá trị lớn, thì các anh chị cũng có thể yên tâm về mặt pháp lý, để vì ban tổ chức đã có mời hẳn một cái văn phòng luật sư. Chị Liên rất là tâm huyết cũng như là rất là đầy kinh nghiệm trong cái vấn đề về luật kinh tế thương mại. Các anh chị hình ra là các anh chị có thể kết nối với ban tổ chức thì chúng tôi có thể kết nối cho các anh chị rất nhiều cái những cái nguồn lực từ logistics cho đến những cái chứng nhận cũng như là về pháp lý, cũng như là chúng tôi đang tạo ra một cái hệ thống hệ sinh thái những nhà cung cấp mà chất lượng. Thì chúng ta dù là đây là một cái mơ ước cũng gọi là cũng không phải dễ dàng thực hiện, nhưng mà chân tin rằng là nếu mà chúng ta đồng lòng, chúng ta cùng cam kết với nhau, người bán và người mua chúng ta cùng sẽ cam kết tạo ra được những cái sản phẩm chất lượng, cũng như là kinh doanh chúng ta cam kết những cái giá bình ổn để làm sao duy trì cái tái duy trì sản xuất cho người dân tốt nhất, để chúng ta có thể tạo ra được một cái cộng đồng kinh doanh tử tế. Bên cạnh thì có rất nhiều doanh nghiệp các anh chị, từ bao bì cho đến vận chuyển cho đến tất tật, thì các anh chị có thể kết nối với câu lạc bộ, thì câu lạc bộ sẽ hỗ trợ các anh chị rất là nhiều mảng, chứ không phải riêng vì cái mảng mua bán này không đâu. Thì đây là cái nền tảng mà được cũng như đơn vị chủ quản rất là tâm huyết và hỗ trợ. Thì trên cái kênh truyền thông của báo Kinh tế Sài Gòn cũng như Sài Gòn Tiếp Thị thì các anh chị sẽ được hỗ trợ rất là nhiều về mảng truyền thông. Hôm nay là những cái nền tảng, những cái giá trị của câu lạc bộ thị trường của Sài Gòn Tham Group đem đến cho các anh chị, thì đang nghĩ rằng là nếu mà anh chị nào đã nhìn thấy được những giá trị đó, những cái cơ hội, thì các anh chị có thể cùng join vào tham gia cùng với câu lạc bộ, cùng với ban tổ chức, để chúng ta có thể tạo ra được một cộng đồng như đã chia sẻ, là một những cộng đồng doanh nghiệp tự kinh doanh tử tế. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cơ quan chủ quản, các anh chị đại diện của Sở Công Thương và toàn thể những thành viên trong câu lạc bộ thị trường cũng như các doanh nghiệp tại các tỉnh và các anh chị đang xem live stream trực tuyến. Chúc các anh chị một buổi trưa ngon miệng, cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn giữ vững được tinh thần vượt qua những cái khó khăn của đại dịch, và chúng ta sẽ chắc chắn một điều rằng là trang tin rằng là chúng ta sẽ có sức mạnh mạnh mẽ hơn sau những cái biến cố, những cái thử thách vừa rồi. Dù là tháng 10 này, ngày mai là có chỉ thị mới, thì Trang mong rằng là dù chỉ thị gì, quyết định ra sao của cơ quan nhà nước, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng duy trì những cái năng lượng tốt nhất để chúng ta có thể tiếp tục suy nghĩ những cái cách để chúng ta có thể kết nối với nhau, chúng ta có thể phát triển công việc một cách gọi là tốt nhất. Xin cảm ơn các anh chị đã tham gia cùng với chương trình ạ. Chào tất cả các anh chị ạ. Chị Trang ơi, do cuối buổi chị có thể liên hệ với em không? Em ơi, cho mở lại tắt like đi em. Tắt like chị cho qua Zoom đi, cho chị qua Zoom coi. Còn mọi người nào trên Zoom không? Còn nhiều hả? Còn nhiều, cho chị qua Zoom đi. Rồi tắt like nha. Tắt like nha em nha.